Chúa là Đức Trời toàn năng, Cha như thánh của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con đang ngồi dưới vị trí của Chúa để nghe lời sớm của Chúa. Con cầu xin thiên linh sức dầu cho lòng chúng con thì giờ này để chúng con khi nghe lời của Đức Trời thì chúng con có thể hiểu được ý nghĩa của lời Ngài. Chính Chúa sẽ ghi tạc lời Ngài trong lòng chúng con và trong trí khôn chúng con, và Chúa hứa rằng Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên chúng con mà khiến chúng con biết các lời của Chúa. Để Chúa mỉm cười, Chúa được nên nước của Cha được đến trên đời sống của chúng con, trong thánh của Chúa cũng như ở trên trời vậy. Xin Chúa sức dầu ban ơn đến chính con để ơn của Chúa con truyền đạt đầy đủ ý nghĩa của lời Ngài đã ban cho con soạn xuống, cũng như sự Ngài sẽ tiếp tục ban cho con tư duy con công bố những lời này, hầu cho chính con và tư sự của Chúa hết thảy từ ngày ra dẫn Ngài ban ơn cho, để nên con có thể làm chọn ý muốn tốt lành của Chúa, có sự hiểu biết lời Ngài sẽ ban cho chúng con. Xin Chúa tặng quyền các chị và dân dân của thánh của Chúa, con cảm ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh của Jesus Christ, amen. Chúng ta tiếp tục học các thật trong sách Ma-thi-ơ bài 88. Đức tin là ông dẫn cho quyền phép của Đức Chúa Trời thi hành chức năng. Thế nên ta là sách Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 5 đến câu 13. Khi Đức Chúa Giê-xu vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đệ tớ tôi mắc bệnh bại, làm việc ở nhà tôi đau đớn lắm. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta sẽ đến chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đệ tớ tôi sẽ được lành, vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đệ tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giê-xu nghe lời đó rồi lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật tôi đến cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến vừa đồng bàn với Abraham, Isaac và các quốc trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc thì sẽ bị liệm ra trốn tối tăm ở ngoài. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Thành Ca-bê-na-um nằm ở phía tây bắc bên bờ biển hồ Ga-li-lê, cách nơi cửa sông Giô-đan chảy từ phía bắc xuống chừng khoảng 4 km. Phía bắc của thành Ca-bê-na-um khoảng 3 km là thành Cô-ra-sin, và khoảng 5 km về phía đông bắc của Ca-bê-na-um là thành Bê-sa-đa, là thành nằm ở ngay cửa sông Giô-đan chảy từ phía bắc đổ vào biển hồ Ga-li-lê. Thành Ca-bê-na-um nằm sát bờ biển hồ Ga-li-lê và là một nơi có tầm ảnh hưởng lớn về mặt thương mại nhờ sự trồng trọt cây nông và bánh cá. Ca-bê-na-um là quê hương của Phi-e-rơ, Anh-rê, Ma-thi-ơ, hay anh em Gia-cơ và Giăng. Do ảnh hưởng về giá trị kinh tế nên chính quyền Roma đã đặt tại nơi này khoảng 100 lính để quản lý việc thu thuế cho chính quyền Roma. Và thầy đội được nhắc cho đoạn kinh thánh mà chúng ta đang học đây là một sĩ quan chỉ huy 100 lính, tương đương với một đại đội của Việt Nam chúng ta bây giờ. Tại Ca-bê-na-um có một ngôi nhà dành cho Chúa Giê-xu tạm trú, và bắt đầu gọi Ca-bê-na-um là thành của Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu đã dùng nơi này để giao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cùng bày tỏ ra nhiều phép lạ, cùng nhiều người đã được Chúa chữa lành cho. Ca-bê-na-um không phải là đất của Giu-đa, nhưng vì địa lý của vùng biển hồ Ga-li-lê thuận lợi cho việc đánh cá và trồng trọt, vì thế cho nên có rất nhiều sắc dân từ nhiều nơi đã đến sinh sống và định cư tại nơi này. Hầu hết những người đến đây làm việc đều là dân nghèo, hoặc là những người mắc nợ mà không thể nào trả nợ cho chủ mình được, thì họ trốn nợ đến đây để sinh sống. Và Kinh Thánh gọi những người sống tại vùng đất này gọi là dân ngồi trong chỗ tối tăm, bóng của sự chết. Đức Chúa Giê-xu đã chọn nơi này làm căn cứ địa của Ngài để bắt đầu thi hành chức vụ giao giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Vì như lời Chúa đã chép này, sự sáng phải soi nơi tối tăm, và Chúa Giê-xu đến thế gian này để tìm kiếm những chiên lạc mất của nhà Israel, và Ngài đến để gọi những kẻ có tội. Vùng đất này có rất nhiều người Giu-đa nghèo khổ phải đến đây để sinh sống. Họ nghèo là bởi vì họ đã bị sụt đổ xá, khiến cho không còn đất đai ở trong cái vùng đất Chúa đã ban hứa cho. Nếu bạn cho đó, họ đến cái vùng quanh biển hồ Ga-li-lê xuống chung với lại số dân, ta có khoảng hơn hai chục sức dân sống tại nơi này. Và dân ngoài đó cũng là dân của thế gian đó, gọi là kẻ có tội. Những người Giu-đa bị lạc đến đó và là chia làm mất của nhà Israel.
Sau khi ra rằng tin lành ở trên núi rồi và Chúa Giêsu bắt đầu trở xuống và trên đường vào thành Capernaum, Chúa đang chữa lành kẻ bị cung mà chúng ta đọc trong bài trước. Và đang khi vào cái thành Capernaum thì có một thầy đội, tức là người sĩ quan chỉ huy 100 lính Roma đến gặp ngài. Và người này đến không phải để gặp Chúa để xin ngài làm điều gì cho chính người đó, nhưng là xin Chúa Giêsu chữa lành cho một người đệ tớ của người. Mà chúng ta cũng biết rằng người Roma không dùng người Roma làm tôi gọi đâu, người ta dùng người bản địa và người đó là người Israel để làm tôi tớ cho người đó. Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 5 câu 7 chép: khi Chúa Giêsu vào thành Capernaum, có một thời đội đến cùng ngài mà xin rằng: lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, làm việc ở nhà tôi đau đớn lắm. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta sẽ đến chữa lành cho nó. Bản ghi trên vừa dần chép câu này như sau: and when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him and saying, Lord, my servant lieth at home sick of the falsely, grievously torment. And he said unto him, I will come and heal him. Có nghĩa là khi Chúa Giêsu đã vào trong thành Capernaum, có một đội trưởng là quan cai 100 lính đến để van xin ngài mà nói rằng: thưa Chúa, đầy tớ của tôi nằm ở nhà bị bệnh bại liệt, trong thời kỳ bị loét bắt đầu phân hủy, bị sự đau đớn nghiêm trọng lắm. Chúa Giêsu phán với thầy đội rằng: ta sẽ đến và chữa lành người ấy. Đây là nguyên văn, tôi chỉ nói phần văn tự mà chưa nói về cái gốc từ của cái từ này. Người thầy đội này đến nói với Chúa Giêsu rằng: tôi có một đầy tớ bị mắc bệnh bại liệt đang nằm trong nhà. Mà trong nhà này không phải nhà của đầy tớ mà nhà của chính cái người đó, tức là của thầy đội. Bằng tiếng Việt lạm dụng theo sự hiểu của người ta là: đầy tớ tôi mắc bệnh bại làm việc tạm ở nhà tôi. Nhưng mà chúng ta có thể ngầm hiểu rằng ở trong nhà của thầy đội này, bởi vì đó là đầy tớ mà, làm sao ở nhà mình được, ở ngay nhà cái chủ đã thuê mình vậy. Cái người bị bệnh bại này trong thời kỳ bị loét ra về thì bắt đầu bị phân hủy, bị làm lâu quá rồi nó đau đớn lắm, nó rất là kinh khủng. Ta biết được cái sự đổ xả là dám trên thời đại người ta, và thời đại người Roma này đã có lòng thương xót. Cái điều quan trọng nhất ta nhìn vào cái sự phản ứng của Chúa Giêsu. Tại sao Chúa Giêsu phản ứng rất nhanh đối với thời đại này? Thời đại này mới nói một phần thôi, nhưng mà cái thái độ của thời đại là thái độ của sự van xin. Vì cái hành động mà ta tả lại là bị xích chỉnh, tức là sự nài xin, van xin, cái thần kiết, những cái thái độ của người ta bày tỏ ra, cái lời nó nói không phải là ra lệnh, không phải là sự trao đổi, mà sự nài xin, sự năn nỉ, sự hạ mình. Ở đây Chúa dạy chúng ta, khi chúng ta nhìn vào lời Chúa, chúng ta phải nhìn thái độ và sự phản ứng của Chúa Giêsu. Tại sao Chúa phản ứng rất nhanh đối với thể đội này, và khi nói thể đội là người Roma, không phải người Israel? Thì chúng ta là thầy đội này là người có quyền, vì kẻ đang chiếm đóng, kẻ có quyền cai trị dân bản xứ. Nhưng mà người này đến nói với Chúa Giêsu là một người Giu-đa, mà người đó có cái thái độ rất là hạ mình, khiêm nhường, và dường như người đó có sự đau khổ thống thiết, đang cảm nhận sự đau đớn của người đầy tớ mình. Đây, người trực tiếp đến nói với Chúa Giêsu rằng: đứa đầy tớ tôi đang ở nhà bị bệnh liệt, đau đớn lắm. Mà sức bệnh liệt đó, cái từ đó nó nói ra người ta có thể biết được cái tính chất của nó là trong thời kỳ phân hủy, nằm lâu quá rồi cái chỗ nó bị loét ra, đau đớn lớn vô cùng. Chúng ta nhớ lại bằng lệnh của Chúa Giêsu về trách nhiệm của người hầu bình Chúa và thờ phượng ngài, đó là gì? Giăng 14 câu 12 chép: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn vì ta đã để cùng cha. Đức Chúa Giêsu biết là con kế tự của Đức Chúa Trời, nghĩa là ngài kế tự mọi sự trong Đức Chúa Cha, và chúng ta có thể thấy được bổn tánh của Đức Chúa Cha qua con một ngày, mà sự thương xót của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu, và cái lòng chắc ẩn sự thương xót của Chúa Giêsu bày tỏ ra đó là bổn tánh của Đức Chúa Cha có ở trong Chúa Giêsu. Bởi vì đó, khi Chúa đến thế gian này, Chúa tìm kiếm sự thương xót. Tại sao vậy? Bởi vì loài người được tạo dựng bởi hơi thở Đức Chúa Trời, ngài Đức Chúa Trời thằng thương xót. Trong tâm linh của loài người chúng ta, ta tâm linh được tạo dựng hơi thở Đức Chúa Trời có bổn tánh của Chúa. Nếu như tâm linh nào đó có sự thương xót của Chúa ở trong mình, có lòng chấp nhận, có sự thương xót,
thì điều đó cũng có nghĩa rằng ngọn đèn tâm linh của nó vẫn còn sáng. Và Chúa đến tìm những kẻ đó. Thì ngày nay có rất nhiều người họ giàu có, họ có được vũ khí để lấy danh, lấy tiếng, chứ không phải họ có lòng thương xót. Bởi vì những kẻ mà giàu có ở trên trái đất này để dùng sự thương xót của mình giàu có hiếm lắm, mà sự gian lận để giàu có thì nhiều, để dùng tài của mình để làm giàu có cũng có. Nhưng mà phần lớn kẻ giàu có nhanh ấy, là thường thường sự gian lận, mà nó gian lận là tham lam, không có lòng thương xót. Thì khi giàu quá rồi không biết dùng tiền làm gì thì để bỏ tiền sẽ là bố thí cho người ta, nhưng kỳ thực nó bỏ ra cái sự bố thí đó là một phần rất nhỏ của sự cướp bóc của người ta bằng sự khôn khéo của mưu mẹo, chứ không phải là bởi công lao khó nhọc của nó làm ra để mà bố thí người khác. Chúa sư phán như thế này: hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự tương xót nhưng chẳng muốn của lễ, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Ma-thi-ơ 9:13. Chính vì điều đó nên khi Chúa Giêsu thấy một sĩ quan người Roma đến với mình với một thái độ khẩn thiết nài xin để xin Chúa chữa lành cho một đầy tớ, mà chúng ta biết rằng thường thấy người ta đã có dùng quyền của mình để thuê đầy tớ, mà khi đầy tớ yếu mòn thả nó về nhà của nó đi cho rồi, mà người gì nuôi bệnh nó làm chi, phải không nào? Nhưng mà người thầy đội này không làm như vậy, cứu ban cái anh người đệ tử đó, tức là nó bị bệnh rồi vẫn còn nuôi tại nhà mình, không thả nó đi. Nó có quyền thả nó lên cho nó tự do, người đi đi đâu thì đi, nhưng mà lên thì thôi là không làm đó, mà vẫn cứu ban đứa đệ tử đó, nó không làm được như thế mình, mà mình tiếp tục còn nuôi nó nữa. Và đến với cái lòng thương xót thì xin Chúa chữa lành cho đứa đệ tử đó. Nguyên văn chứ không phải tiếng Việt là xin đấy, thì trong tiếng Hy Lạp số 3870 có nghĩa là tiếp cận để van xin, cầu xin cách khẩn khoản với lòng khát khao. Khi Chúa Giêsu thấy thái độ của thầy đồ đến với mình như vậy đó thì ngài liền động lòng thương xót. Vì Chúa Giêsu thấy thầy đồ có lòng thương xót kẻ đầy tớ của mình, và cái tên đầy tớ đó không phải là người Roma như là dân xứ Canaan, vì người Roma thường sử dụng những người họ bị họ cai trị để làm người hầu, làm đầy tớ cho mình. Và chúng ta đã biết là trong xứ Canaan đó có rất nhiều sắc dân, trong đó cả người Giu-đa. Mặc dù là kẻ cai trị nhưng thầy đồ lại có lòng thương xót kẻ đầy tớ, thay vì trả người về gia đình của người đó thì thầy đồ lại giữ lại đầy tớ bị đau đó trong nhà mình để mong chữa bệnh cho người. Trên hành động của thầy đồ đã khiến cho Chúa Giêsu đồng lòng thương xót người đầy tớ bị đau bệnh đó, nên ngài ngay lập tức phán cho thầy đồ đó như thế này: ta sẽ đến chữa cho nó được lành. Phản ứng rất là nhanh. Trong Kinh Thánh cho ta một số ví dụ đặc biệt là có một người đàn bà Cana không đứa con gái vì bệnh đau lớn lắm, và bà đến để nói với Chúa Giêsu xin ngài đến để chữa lành cho con của mình. Chúa Giêsu nói như thế nào: ta đến đây để vì mấy con chưa làm mất của nhà Israel đó thôi. Chúa không để ý điều đó, dường như Chúa không để ý đến điều đó, nhưng mà Chúa đến để cứu kẻ có tội. Chúa thử đức tin của người đàn bà đó, và người đàn bà các đám nói như nào: bà quả thật đúng như vậy, nhưng mà con chó đó, và cho con ấy, nó có thể ăn đi những bánh vụn từ trên bàn rơi xuống. Chúa Giêsu nói rằng không phải bánh của con mình mà con cho chó ăn. Người đàn bà nói đúng như vậy, nhưng mà con chó con có thể ăn những bánh vụn từ trên bàn rơi xuống. Thế nếu như Chúa rủ lòng thương xót một chút xíu thương xót của ngài thôi là nó cũng sung sướng lắm rồi. Đây là một đức tin nhận biết mình là người hèn mọn, nhưng mà cũng xin Chúa thương xót. Mà chúng ta cảm ơn Chúa, và Chúa là đứng hàng thương xót. Chúa nói như thế rằng: hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ. Tôi cảm tạ Chúa. Sau này tôi mới hiểu một điều: Đức Chúa đứng khôn ngoan và vô lực, ngài khiến cho loài người ở trên đất này chịu đau đớn khi mà tội lỗi đã vào trong loài người rồi. Nhưng mà Chúa tìm ở trong tất cả loài người ở trên trái đất này, Chúa tìm ra trong tất cả người bị đau đớn, bị tổn thương vì tội lỗi của tổ phụ đó, Chúa tìm xem ai là người trỗi dậy để thắng cái sự khốn khổ của mình. Chúa không tìm những kẻ ăn vận thủ thường, Chúa không tìm những kẻ buông trôi kệ muốn làm gì thì làm, mà Chúa tìm những người mặc dù ở trong hoàn cảnh đó nhưng dứt khoát không chịu khuất phục, tìm cách ngoi lên trong sự tích cực của mình để sống cho chính mình.
và Chúa tìm những kẻ đó. Và những kẻ đó thường thường sẽ vượt qua rất nhiều sự khó khăn đó để tìm cho mình con đường sống. Thì những kẻ đó sẽ có kinh nghiệm, và khi họ đã nhìn thấy sự sáng của Chúa rồi, Chúa dùng luôn cái kinh nghiệm của những người đó để thương xót những kẻ khác. Và tôi cảm tạ Chúa cuộc đời của tôi có thể viết tình tiểu thuyết được. Sinh ra bất cùng thời, có cha có mẹ mà dường như không có cha có mẹ. Một năm 365 ngày thì chắc chỉ có 65 ngày lẻ đó là được ăn cơm cùng mâm với bố mẹ mình thôi. Còn lại 300 ngày đó là ăn trên cây, trên mái nhà, ăn ngoài ruộng, ngoài đồng, ăn ở công viên. Mà không phải là cơm, ăn trái cây, ăn đủ thứ. Có lúc nó đào là gốc cỏ lên mà ăn, rồi nhổ cái nón cỏ lên mà nó ăn cái ruộng của nó. Đói quá, có ống như người ta cắt cho bò lên, rút lên, cái nón nó non ăn nó. Rồi thậm chí là vườn người ta nhìn trước xong qua cái cây chuối non, rút cái ngọn lên này ăn, đốm ràng này này ăn, ăn cho nó sống. Nhưng mà mình dứt khoát không có phục, trỗi dậy. Thì cái vào trong chiến trường cũng vậy đó. Nên Chúa khiến tôi đi trong chiến trường, tôi là nhỏ nhất đơn vị, nhưng mà những người lớn hơn tuổi tôi đó cũng đi theo tôi. Mà tôi nói cứ đi theo thằng Long là có ăn. Bởi vì tôi ở rừng quen rồi, cứ vào rừng là tôi tìm được đồ ăn. Tức là mình không chịu khuất phục, mình tìm tất cả mọi sự trong môi trường sống mình đang sống đó để kiếm được sự sống cho mình. Là mình kinh nghiệm được, mà mình không bao giờ than phận của mình, không bao giờ than tới trách phận của mình cả. Tôi chưa về than phiền tại sao tôi khốn nạn khốn khổ như vậy. Mà trong lúc khốn khổ đó tôi tìm được sự tự do của tôi. Tức là tôi muốn ngủ đâu thì ngủ, treo bên nào thì treo, giống con chim đó. Và tôi vẫn vui vẻ. Và khi chúng ta biết Chúa rồi, chúng ta mới cảm tạ Chúa là Chúa đứng khôn ngoan và vô lượng, Ngài đào tạo chúng ta như vậy trong cuộc sống đó. Để mình có cái lòng thương xót, trước hết là mình thương xót chính linh hồn của mình, thì mới thể thương xót cho người khác được. Và tôi cảm tạ Chúa đúng như vậy. Thì khi tôi lớn lên 14, 15 tuổi, thì tôi bắt đầu học làm người lớn, tức là công việc của người lớn. Làm ruộng, làm vườn, và tôi có 3 đứa em, và tôi lo, và tôi thích như vậy. Mà cảm thấy mình có trách nhiệm và mình thích sung sướng hạnh phúc của cái việc mình làm nó thành phẩm, mình sung sướng đó. Mình không mong muốn cái gì bên ngoài xã hội cả, ngoài việc với gia đình này mà mình được tôn trọng. Cái thành quả mình làm ra mình được hưởng, mình trồng cây ra mình ăn, mình trồng khoai mình ăn khoai, mình trồng bắp được ăn bắp, mình trồng mía được ăn mía, mình trồng được củ bì ăn củ bì, mình ăn được rất là ngọt ngào, mình cảm sung sướng. Và khi mà hầu Chúa thì tiên tri Bắp Chôn đặt tay trên tôi nói tiên tri, là tôi mới thấy là đúng nghiệm thật tại sao Chúa chọn mình. Thực tế ra không phải là xác thịt mình, chứ chọn cái tâm linh của chúng ta. Trong tâm linh của chúng ta đã có ngọn đèn, cái ngọn đèn đó nó soi sáng xác thịt và nó giúp cho xác thịt biết con đường nó phải sống như thế nào đó. Thì Chúa chọn cái tâm linh đó. Thì khi tôi được tiên tri đặt tay cho nó là tiên tri đặt tay trên tay tôi, và tự nhiên cứ từng ngón một, cứ tự dung từng ngón một, tự mình không làm được. Chúa xiết từng ngón một dung, một ngón khác không bị động. Và ông được phân tích ra cái ngón này đại diện cái gì trong con, tư tưởng con, đức con, lòng thương xót, lòng trắc ẩn, rồi tính cương trực của con như sao. Ông nói hết ra, và ông nói là sự thương xót của người chăn chiên sẽ khai phóng lời tiên tri. Và Chúa nói là con sẽ đã tiên tri như thế nào. Đó là một chút phút cho tôi. Và tôi mới hiểu rằng Chúa tìm sự thương xót. Nếu chúng ta là người chỉ ích kỷ, chúng ta cũng sự thương xót, Chúa cũng dùng chúng ta. Chúa tìm trong chúng ta ai có lòng thương xót. Cái lòng thương xót là trước hết phải thương xót chính mình. Đối với tôi không cần quần áo đẹp, nhưng biết được ăn no và được tự do. Cái tính của tôi là vậy. Cái điều thích nhất là tôi được tự do, còn ăn thành vấn đề. Miễn là no cũng được rồi, củ khoai, củ mì, miễn no được rồi. Nhưng mà tôi được tự do là điều sung sướng nhất, hạnh phúc của tôi là được tự do. Và cảm ơn Chúa. Cái sự tự do trong xác thịt mình, nhưng mà khi theo Chúa là mình được tự do, được thờ phượng Chúa, được ở với Chúa, cảm ơn Chúa được đó. Thì Chúa muốn tìm chúng ta sự thương xót ở đây. Khi chúng ta có sự thương xót, trước hết là thương xót linh hồn của mình, bằng cách là tôi tìm tất cả mọi sự cho linh hồn của tôi được ăn, được hưởng, tức là để tự sống lại, được trở về nhà cha, cứ tìm được nguồn của mình đó, thì Chúa sẽ chọn người đó, để người đó sẽ tìm kiếm những kẻ đang bị lạc của Chúa. Nếu chúng ta không có lòng thương xót cho chính mình, Chúa không giao cho chúng ta đâu.
Nên Chúa dạy chúng ta là nếu chúng ta không trung tín cho việc của mình, làm sao trung tín cho việc người khác được? Cái việc Chúa giao chúng ta tiếp nhận là gì? Phải trung tín tiếp nhận lời của Chúa để cho mình được chữa lành, được khỏe mạnh, được giỏi để chúng ta công việc làm công việc của nhà Chúa. Nên Chúa đến để tìm sự thương xót. Ở đây Chúa thấy người thay đổi đến có lòng thương xót. Ngay lập tức Chúa trả lời ngay, không có chủ trừ gì cả, ta sẽ đến chữa cho nó được lành. Như các bài trước chúng ta đọc và lời Chúa đã phán rằng, các ngươi đừng tưởng ta đến là phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm cho trọn. Vì ta đã thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn. Ma-thi-ơ 5 câu 17 đến 18. Tổng kết lại toàn bộ luật pháp gói gọn trong hai điều luật. Người hay hết lòng, hết ý, hết sức mà kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời người, và điều thứ hai là yêu kẻ thân cận như mình, kính yêu Chúa, và đối đầu lại là thương xót. Sự thương xót vô cùng quan trọng. Khi chúng ta có lòng thương xót, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì tốt nhất cho người ta, không phải bố thí cho một tài sản, tiền bạc, của cái đó chỉ là một phần thôi, mà không giải quyết vấn đề chính. Cái lòng thương xót của chúng ta là giúp cho người đó nhận biết được cái con đường để người đó được bảo đảm sự sống của mình. Lời tiên tri Chúa phán với tôi lần đầu tiên tôi nhận được còn ghi mãi trong sách của tôi, đó là một vị tôi tên Chúa có tiên tri này. Hey, người anh em, trong thực thể tôi biết anh làm nghề gì, nhưng mà tôi nhìn thấy anh như là một người bác sĩ, một người dược sĩ. Anh đang giảng dạy cho người ta biết cách sử dụng thuốc cùng tất cả mọi thứ để ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngày hoặc đêm, hoặc trong khó khăn hay trong thuận lợi, họ đều bị sử dụng các loại thuốc đó để lo chữa trị cho mình. Cảm ơn Chúa. Mà đúng thật, tất cả người chúng ta trên đất này đều bị tổn thương, tiếng Anh gọi là broken, ta bị vỡ, bị tan vỡ. Tan vỡ cái gì? Trước hết là mối thông cơ chúng ta với Đức Chúa Trời bị tan vỡ. Giữa quan hệ giữa con người với nhau bị tan vỡ, broken, bị bẻ gãy, đứt đoạn. Và chúng ta cần được chữa lành. Cái đó phần quan trọng nhất. Nếu chúng ta không được chữa lành vấn đề đó thì sao thể xác thịt này không được chữa lành. Cái mối quan hệ thuộc linh vô cùng quan trọng. Ngày nay có rất nhiều người họ kết hôn với nhau rồi đẹp lắm, giàu có, thịnh vượng đầy đủ lắm, nhưng đúng ly hôn. Tại sao vậy? Vì sự giả ở trên họ có được tiền của cả hai đều đẹp, cả hai đều giỏi, đều tài cả, đều có tài sản riêng cả, đáng đẹp như vậy vẫn ly hôn. Tại vì họ lấy cái tôi của họ cao hơn tất cả, danh dự, tiền của, cơ nghiệp, danh tiếng hư không, người ta khen mình điều này điều kia và bị ma quỷ lừa dối và ly hôn để họ được tự do, rời vào cái bên khác. Chỉ khi nào họ đã ly hôn rồi, họ mới bắt đầu được kinh nghiệm sự chống vắng. Khi họ đã từng được no rồi mà bị thiếu hụt đi, họ sẽ bắt đầu thấy cái sự thiếu hụt đó là vô cùng nguy hiểm. Họ phải tìm cách để bù lại cho mình, và đó lúc họ bị cám dỗ, rơi vào cái bẫy khác nữa. Mà khi họ nhận được cái bẫy khác vào mình, họ không nhận biết cái đâu. Khi đã vào, chân tay vào cong rơi, bây giờ họ mới khiến người đó bị tổn thương nặng hơn. Nên một cái Chúa ghét sự ly hôn là bởi vì như vậy. Để đời yêu cầu yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Khi không đạt được mục đích rồi, có thể để ma quỷ nó lừa dối, sự cay đắng nó đổ ra vô cùng nguy hiểm. Nên Chúa muốn ta cái sự thương xót. Mà khi ta có sự thương xót rồi, thì bất cứ điều gì chúng ta xin để cho sự thương xót nó được đầy dẫy trên chúng ta đó, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta. Và tôi cảm tạ Chúa là khi tôi đi hội nghị Chúa, tôi không nghĩ đến tôi, mà tôi nghĩ công việc của Đức Chúa. Chúa cho tôi giảng khắp mọi nơi, vì đầu tiên là chữa lành. Thế là đầu tiên tôi cầu nguyện chữa lành là chữa lành con trẻ. Hai đứa trẻ cứ 12 giờ đêm là nó khóc đến sáng. Hai vợ chồng là thay nhau ngủ để trông hai đứa trẻ, là cứ 12 giờ đêm là tôi quậy đến sáng cho thôi. Hai chị em. Và hồi đó tôi mới được Chúa bán lương cho đầu tư mới. Và tôi đến học kỳ thánh trong một cái nhà thờ, tôi phụ trách cái nhóm đó. Người chồng thì tin Chúa, người vợ thì không tin Chúa. Hai đứa con, một đứa 8 tuổi, đứa 6 tuổi, cũng quay lắm. Thế khi tôi chia sẻ lời Chúa xong thì cái người vợ
của cái băng tơ đó, người tin tin Chúa đó, thì cô đó là anh Lăng ơi, anh cầu nguyện của đó, tôi chưa đổi tên, anh cầu nguyện cho hai đứa con tụi em, chúng em khổ lắm, cứ 12 giờ đêm mà chúng em cứ tranh nhau ngủ, cứ thay nhau ngủ để mà chồng nó tôi khóc hoài. Thế tôi bế cho nó hai mình, tôi sức giàu lên, tôi cầu nguyện, tôi nguyện chúc phước, tôi muốn chúc phước chứ không phải đổi quỷ nhé. Tôi là tay của mình chúc phước cho nó, lời của mình chúc phước nó ứng nghiệm lạ lùng. Đến ngày hôm nay, chúng ta nhìn hai cô gái đó, không thể biết đó là sinh đôi. Chúng ta tưởng nhầm là sinh đôi, mà không phải sinh đôi. Chỉ cần một năm sau tôi hay đứng ăn cùng nhau mà đẹp như nhau luôn, lạ luôn. Đấy là phép lạ đầu tiên Chúa cho tôi, cùng mình chúc phước cho hai đứa trẻ đó, ứng nghiệm sau này. Rồi bắt đầu chữa lành, rồi mà viêm mũi, rồi thuốc lá, và người đó bị tập đánh chân ấy. Chứ bảo tôi là rửa chân cho đây, tôi cầu nguyện cho người đó mà tôi rửa chân vừa cầu nguyện vừa khóc luôn, chú phát làm cho cậu đó. Như vậy cái lòng thương xót khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời ban phước cho những người có cái lòng thương xót, vì cái thương xót đó là một trong bổn tánh của Đức Chúa Trời. Để chúng ta phải đầu tư trong gì mà bổn tánh của Chúa còn sót lại ở trong ta, trước khi chúng ta được hồi hoàn toàn bổn tánh của Chúa ở trong chúng ta, thì chúng ta phải đầu tư bổn tánh đó. Sự thương xót này, sự nhân từ này, sự hiền từ này, bất cứ điều gì đó thuộc bổn tánh của Chúa, nhưng mà đặc biệt là sự thương xót. Để khi ta có sự thương xót, chúng ta có thể hy sinh thời gian, tiền của, sức lực của mình để giúp đỡ người đó, và đó là công việc của Chúa, và Chúa sẽ ban phước cho công việc đó. Chúng ta xem lời Chúa phán cái thể độ liên quan như thế nào với lời mà Chúa đã phán, thì hiện Ngài đến để làm cho luật pháp và các lời tiên tri được vững lập. Lê Thị Ký đoạn 25, câu 35 đến 43 chép: nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần thiêu mòn, thì hãy cứu giúp người. Mà dầu là kẻ khách tiểu ngục, hầu cho người cứ ở cùng ngươi, chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người. Nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. Chớ cho người vay bạc ăn lời, và đừng cho mượn lương thực tặng lấy lời. Ta là Giê-hô-va, Đức Trời các ngươi, đấng đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, đặt ban cho ngươi xứ Canaan và làm Đức Trời của các ngươi. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi, người ở nhà ngươi như kẻ làm thuê, người ở đậu sẽ giúp việc ngươi cho đến năm hân hỷ, đoạn người và con cái người mới ở nhà ngươi. Trở về nhà và nhận lấy sản nghiệp của tổ phụ mình, vì ấy là những tôi tớ mà ta đem ra khỏi xứ Ai Cập, không nên bán họ như người ta bán tôi mọi. Ngươi chớ lấn lướt và khắc bạc họ, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời người. Chúng ta cũng nhớ là khi dân Sen ra khỏi xứ Ai Cập, Đức Chúa Trời đã phán với dân Sen thế này: trong đêm lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va như vậy đó, nếu một kẻ khách tiểu ngộ hoặc một người ngoại bang nào ở cùng ngươi muốn ăn lễ vượt qua đó, thì phải chịu cắt bì. Nếu người đó chịu cắt bì và ăn lễ vượt qua đó, thì sẽ được coi là người sinh trong xứ. Như vậy thì Chúa bằng lệnh dân Israel là phải có lòng thương xót, bởi vì họ cũng là người của Đức Chúa Trời đó, Ngài tạo dựng nên tất cả. Vì khi mà người ta ở cùng chúng ta mà người ta khốn khó, thì chúng ta cần phải giúp đỡ người đó, thì người đó sẽ trở thành người với mình. Đó là một cái bổn tánh mà dân Israel phải có trong mình. Ê-sai 58 câu 6 đến 14 chép: sự kiên ngang mà ta chọn lựa há chẳng phải là bể xỉu cũng ngát, mà những trói của ách thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy bọn ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ để chớ trinh những kẻ cố tụi mình hay sao? Bây giờ sự sáng ngươi sẽ hưởng lên như sự sáng ban ngày, ngươi sẽ được chữa lành ngay lập tức. Sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng, nghe kêu Ngài sẽ phán có ta đây. Nếu ngươi cất bỏ khách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không lấy bệnh, nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm cho no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi. Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô bệnh. Những kẻ rác từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại, và là kẻ sửa đường lại cho người ở. Nếu ngươi ngừa chân mình trong ngày sa bát, không làm với ý mình trong ngày thánh của ta,
Nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, có ngày thánh của Đức Chúa Ba là đáng kính. Nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Chúa Ba làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi khuấy lên cho nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nơi ngươi, vì miệng Đức Chúa Ba đã phán vậy. Ý của lời Chúa là dân của Chúa phải có lòng thương xót, có lòng bổn tánh của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ dành cho Israel mà thôi. Và trong tất cả mọi người, nếu ai có một cái bổn tánh tốt lành đó, thì chúng ta thấy là Chúa ban ơn cho. Thực tế ra Chúa xưa từng một ví dụ một người Samari nhân lành đi trên đường thấy một người bị cướp đánh do đau đớn tất cả tài sản mình rồi. Một người đi qua thấy rồi bỏ đi, rồi một thầy sẽ đi qua thấy bỏ đi, nhưng cuối cùng có một người đi qua thấy thì thương xót, đặt người đó trên đường của mình đưa về nhà trọ. Người đó là người Samari, bỏ tiền người ra để chữa lành thôi, dược dây lành vết thương cho người đó rồi, rồi tiếp tục đi nữa. Nhưng mà nói với người nhà trọ như thế nào, chủ nhà trọ là sao? Nuôi người, chăm sóc người đi, khi ta trở về tốn kém bao nhiêu ta sẽ trả được. Chúa nói ai người lần cận của ngươi? Người Samari. Thực tế là Chúa tìm người như vậy, người đó còn có sự sáng Chúa ở trong mình, cái bổn tánh của Chúa bàn cho. Trong lời Chúa dạy chúng ta như thế nào? Điều Chúa mong muốn đó là gì? Bẻ những chiềng ngũ ngác, mở những trói của ách, thả những kẻ bị hiếp được tự do. Bởi vậy mà ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình. Khi những kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ để chớ chi những kẻ cô tục mình. Chớ chi đây là trốn tránh. Chớ chi là trốn tránh. Tức là người ta có sự khốn khó là phải trốn không nhìn thấy, để người ta khỏi vay mượn mình. Đó là cái từ đó. Giả vờ không nhìn thấy, nhắm mắt đi qua đó, chụp ghét cái đó. Chúng ta nhìn thấy, chúng cũng biết. Không nhìn thấy, chúng biết. Phải khi chúng ta nhìn thấy người khó khăn có lòng, chúng ta phải có lòng trắc ẩn. Chúng ta nói về vấn đề kẻ lân cận mình, chứ không phải người ở ngoài đường. Ngoài đường có nhiều người, chúng ta không biết được thế nào cả. Nhưng mà hàng xóm của mình, anh em với mình, xung quanh mình biết là họ khó khăn, mình có thể giúp được. Mà giả vờ không biết đó, chúng cũng biết. Nếu người làm như vậy thì cái thánh chất như thế nào? Bây giờ sự sáng ngươi sẽ hồng lên như sự sáng ban nay, ngươi sẽ được chữa lành ngay lập tức. Thầy đội này có sự sáng ở trong mình, đến nài xin Chúa Giêsu chữa cho đầy tớ của mình. Chúa Giêsu nhìn thấy sự sáng của thầy đội và lòng thương xót đó, Chúa có thể ngày sẵn sàng đến ngày để chữa lành cho đầy tớ đó. Đức Chúa đã mặc lệnh cho dân xem phải luôn giữ các mặc lệnh cùng các điều răn của Ngài, và họ phải trở nên một dân thánh cho Ngài, hầu cho trong muôn dân thế gian này thì người ta sẽ nhìn biết họ được gọi theo danh của Đức Chúa Ba, nghĩa là một dân mang quy quyền, bổn tánh, sự tôn trọng của Đức Chúa Ba. Điều đó nghĩa là dân sẽ là con cái của Đức Chúa Ba. Qua tiên tri Ê-sai mà Đức Chúa đã phán như thế này: những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa. Ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và kẻ sửa đường lại cho người ở. Chúng ta tiên tri về những người ra từ Chúa Giêsu, được sanh lại bởi Chúa Giêsu. Và tôi cảm ơn Chúa. Ngày nay có nhiều người xưng mình là người hiểu về Chúa, đứng tại bục giảng được người ta tôn trọng lắm. Nhưng chúng ta có nên nhìn vào lời của ta để so sánh, đừng nhìn thấy người ta mặc quần áo đẹp ở trong nhà thờ, nhưng như đông người vỗ tay là chào mọi ở ngoài cửa đâu. Đừng. Bởi vì ngày sau lốt này khi chú sư đóng cửa lại rồi đấy, nhiều người đến gõ cửa này: chú ơi, con đến mà ngươi là ai? Ta biết ngươi là ai, đã bố chú không nhớ con à? Con đã từng nhân cái chúa mà gửi quỷ, nhân cái chúa giật tay là phép lạ này. Mà chú nói như nào mới để đỡ ra ta kia? Đã liều người ta thì ta biết người này. Có nhiều người cứ nghĩ rằng quyền phép ra khỏi người đó, đấy là người của Chúa rồi. Nhưng mà họ nhầm. Chúng ta phải định nghĩa một điều: quyền phép là do Đức Thánh Linh làm. Ngài làm cho những người Ngài biết. Mặc dù cái người cần được chữa lành đang ngồi đó để nghe cái kẻ ác đang nói lời Chúa. Có rất nhiều người kẻ ác đang nói lời Chúa. Nó ác là bởi vì nó cướp linh hồn của người đó cho nó.
buôn linh hồn dân Chúa cho nó, đứng mượn danh Chúa để giảng giảng, có thể mượn sách thật để nói điều thật, nhưng mà cướp công của Chúa, cướp sự hiển của Chúa, đó là điều ác. Có rất nhiều người đã đến nơi đó để nghe lời Chúa và cầu xin được chữa lành, và bởi đức tin của những người đó, và Chúa là đứng chu cấp mọi nhu cầu, Ngài sẽ chữa lành những người đó. Nhưng phải là sự chữa lành đó là chứng minh cái người đứng giảng đó là tôn thân thật của Ngài. Chúng ta phải hiểu được này. Nhưng mà Chúa sư nói một điều chúng ta này: nếu ngươi không tin ta, hãy nhìn, hãy tin vào công việc ta làm. Ta làm những việc lành bởi cha mà đến. Việc lành của cha là gì? Bẻ gãy sửa hùng ngã, mở trói cho kẻ bị trói, chữa lành kẻ bị đau, tìm kiếm kẻ bị đuổi, mang về nhà mình nuôi nấng, bày tỏ sự thương xót của Đức Chúa Trời trên người đó. Như tôi từng chia sẻ với anh em chúng ta đó, công việc của người ta bày tỏ bản tánh của người ta nữa. Nhìn vào công việc của người ta mà có thể biết được. Nhìn vào con trẻ nó chơi đó mà chúng ta biết được tính nết của nó. Chúng ta phải nhìn vào bức họa của họa sĩ đó mà có thể biết được cái bổn tánh của họa sĩ đó. Có thể nghe bản nhạc của nước họa mà sao cái nhạc sĩ họ chơi ra đó mà có thể biết được tính nết của họa sĩ, có nhạc sĩ đó. Có nhạc sĩ thì người ta qua đời rồi, có rất nhiều người thích hát lại cái bài đó bởi cái tâm tình của người đó. Nhưng mà chúng ta xem nội dung của những cái bản nhạc của nhạc sĩ đó biết á, nó biết cái cuộc đời của nhạc sĩ đó khốn khổ hay không khốn khổ. Cái thần linh ở trong người đó giúp nó tạo sản phẩm cho mình. Có sản phẩm tài hoa của những người điêu khắc, có sản phẩm tài hoa của người làm ra đồ gốm hoặc là những công cụ khác nữa. Nhưng ta nhìn vào công cụ và tính chất công cụ đó mà ta biết cái bồn tánh của con người đó ác, hiền, nhân từ hay là xảo quyệt cũng có được. Không phải tất cả mọi sản phẩm tốt để là đạt được người tốt đâu. Chế tạo vũ khí, chế tạo thuốc nổ, chế tạo tất cả mọi thứ đó đều ra từ tâm linh của con người ta. Mà tâm linh con người đó khi bị cai trị bởi một lực ma quỷ rồi thì sẽ làm ra điều ác đấy. Nên Chúa Giêsu dạy chúng ta nhìn vào công việc, xem trái của bên cây. Cái trái của lòng thương xót là gì? Cũng là người đứng giảng lời Chúa, nhưng người đó đang giảng những điều người đó biết, hay là người đó đang giảng những điều mà Đức Cha muốn người đó truyền lại cho sự của Chúa biết. Và mục đích của cái bài giảng đó đưa những người nghe về đâu? Nhiều người ngày nay không để ý điều này. Họ đến nghe cứ nghe, thấy giảng hùng hồn quá rồi vỗ tay, giảng hay thật đấy. Nhưng mà thử về nhà xem, người ta thu lượm lại bao nhiêu kết quả từ lời mà người ta đã giảng từ đó cho cuộc đời của mình, qua linh hồn của mình như thế nào. Bởi đó ngày sau đó này Chúa phán xét những lỗ tai hay nghe, khoái nghe người ta giảng hùng hồn mà chẳng nhận được gì cả, ăn miếng đấy. Nên chúng ta là người nghe, trước khi chúng ta là người làm thì phải là nghe trước đã để được dạy dỗ rồi mới giảng được cho người khác. Chúng ta phải người biết nghe, nghe cái gì, nghe gì thuộc về tâm linh mình, là thuộc về bổn tánh của Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ chúng ta là tiếp thu tất cả mọi sự thuộc về sự sáng của Đức Chúa Trời để trang bị cho sự sáng đã bị hao hụt ở trong chúng ta, lấy lại cho mình cái lòng thương xót của Chúa, bổn tánh của Chúa, nhân từ, khiêm nhường, trung tín, tiết độ, mềm mại và ngay thẳng. Đó là điều chúng ta cần nghe. Nhưng mà ngày nay có những người giống người đi làm ngày xưa thích phép lạ, ở đâu là phép lạ đứng nghe cũng coi. Chú không thích điều đó. Cũng như chúng ta ngày nay ăn là ăn khôn, tức là ăn thông minh, ăn có lợi cho xác thịt, không phải chỉ được ngon cái miệng, khoái cái miệng mình thôi, mà ăn là sao cho mình khỏe ngay, cho tốt lành, đặc biệt mấy người nữ ăn được gì cho đẹp da, mượt tóc, đó là chúng ta cần đó, thân thể gọn gàng, đẹp đẽ, trắng trẻo, đó là chúng ta cần. Người chúng ta ăn thông minh thì khi nghe lời Chúa phải nghe cách thông minh để xem lời đó đến từ Đức Chúa Cha. Mà Đức Chúa Cha chúng ta bao giờ cũng quan tâm đến việc khôi phục bổn tánh của chúng ta là cho Đức Chúa Cha. Tức là danh của Chúa ở trên chúng ta, danh đó là uy quyền của tánh sự tôn trọng. Chúng ta phải tìm lại cho mình cái danh đó. Bất cứ điều gì thuộc về danh của Đức Chúa Cha chúng ta phải nhận được để dành cho mình để chúng ta được cứu. Và khi chúng ta có danh của Chúa rồi thì chắc chắn sự giàu của Chúa sẽ ở trên chúng ta và áp đặt công bình của Đức Chúa Trời.
Chúa phán: những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại các nền từ nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ hư hoại và kẻ sửa đường lại cho người ở. Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là phải tiếp nhận được tất cả mọi sự đến từ Chúa, rồi chúng ta bắt đầu nhìn vào công việc của loài người ở dưới mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Họ phá hủy đường lối của Chúa, và nhiệm vụ chúng ta là phải chấn chỉnh họ lại, sửa lại đường cho người ta ở. Khi người ta nói chuyện chúng ta về lời Chúa, họ nói sai, chúng ta phải chỉnh lại cho họ, chúng ta phải sửa lại cái đường đó, chỉ cho họ thấy cái sai, nhờ cái ơn của Chúa mà chỉ họ biết rằng con đường họ đã nói đó là không chính xác, không đúng đó. Họ phải trở lại con đường của Chúa. Nếu chúng ta là người ra từ Đức Chúa Giêsu thì chúng ta phải dựng lại nơi đổ nát ngày xưa. Nơi đổ nát đó là gì anh em? Sự thờ phượng. Khi xưa đã biết là người Chúa được sử dụng để chăn bề chiên của đồng của Chúa là dân Israel, và đã biết đặt trọng tâm đầu tiên là thờ phượng Chúa. Lòng của vua đã biết luôn luôn nghĩ đến đền thờ của Đức Giê-va, và đã biết là người viết rất nhiều thi thiên để ngợi khen Đức Chúa Trời. Và khi đó là sự thờ phượng là nói đến David, vì David là người sản xuất rất nhiều nhạc cụ, chế ra rất nhiều nhạc cụ và nhiều bản nhạc do David viết ra để có thể nhạc tránh sử dụng đó để dạy cho dân xem thờ phượng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng thấy thì tốt nhà thờ làm gì? Buồn vô cùng, không phấn đứng trong đó, không sự ngày khen trong đó. Họ ca, họ hát, không sự ngợi khen. Chúng ta phải ngợi khen tôn vinh. Bài ca đó phải bài ca ngợi khen và tôn vinh. Khi chúng ta công bố lời Chúa, chúng ta hát lời Chúa, ngợi khen Chúa, chúng ta phải ngợi khen bổn tánh của Chúa, uy quyền của Chúa. Chúng ta hát trong sự công bố là Chúa là Chúa của chúng ta, phải đáng được ngợi khen, sự vui mừng cho chúng ta. Chúng ta vui mừng khi thờ phượng Chúa, và Chúa sẽ được ngự giữa sự ngợi khen của dân Chúa. Chúa Ngài không ngự giữa khi người ta ca hát. Tôi không thích gọi là biển thánh ca. Hệ thống nhà thờ là có cái điều là biển thánh ca trở thành cái bẫy. Có một số người ở nhà thì cay đắng lắm, nhưng mà vì lâu lâu phải có mình lên hát gọi là biển thánh ca. Trước khi cái đoàn hát xong, bây giờ có bài biển thánh ca là người lên đơn ca. Kinh thánh không thấy chép một chỗ nào người ta đơn ca hết. Cả hội chúng đều thờ phượng Chúa, được người khen tôn vinh lên thánh Chúa. Vì khi ta đơn ca, người ta khoe giọng mình và tình trở thành cái bẫy. Và ta nuôi nhau để hát, không tốt. Cả hội chúng khi xem đều người khen Chúa. Chúng ta có quyền hát, đơn ca, nhưng không phải là biệt thánh ca. Chúng ta có quyền dâng lời ca tiếng hát khi chúng ta vui mừng. Nhưng khi nhân sự của Chúa không có đủ sự vui mừng để người khen Chúa. Vì khi ta còn quá lo lắng về công việc đời này mà việc tập hát trở thành một cái này, tôi không muốn người ta bị vấp phạm. Làm người đó của tôi với Chúa, vậy thì cảm thấy cùng hát tốt nhất. Cho đến khi nào có việc đặc biệt nào đó, người ta muốn hát cùng Chúa mới được cảm tâm tốt. Nhưng nếu phải luyện để hát mà người ta đang không đủ thời gian, mà thật gánh nặng như người ta thì không nên. Chúa không mang cái nặng cho chúng ta, hãy đến để gánh cho chúng ta. Điều đó chúng ta đi hiểu lầm Chúa. Thế rồi mà chúng ta đang học trong bài này đó, vốn thi hành chức vụ do chính quyền Roma giao cho chỉ huy một đội quân cai trị thành Capernaum. Dù là người ngoại, những người đã nghe về đạo của Đức Giê-va mà những người Israel đã đọc trong các nhà hội, và chính người đã được nghe lời của Đức Trời qua dẫn Israel. Và quyền năng trong lời Đức Trời đã đụng chạm đến tấm lòng của người, nên thời đội này có lòng thương xót đối với dân Israel. Và sách Luca đã chép về thời độ này như sau. Luca đoạn 7 câu 1 đến câu 8 chép: khi Đức Chúa Giêsu rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Capernaum, và một thời đội kia có đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết, nghe nói Đức Chúa Giêsu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Mấy người đó đến cùng Chúa Giêsu mà lại xin rằng: thầy đội thật đáng cho thầy nhận điều này, vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa, song xin phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến, và biểu tể tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm.
Sự khác biệt về tình tiết của cùng một sự việc giữa sách Ma-thiơ và sách Luca đó là vì Ma-thiơ là người trực tiếp theo Chúa Giêsu và chính người viết lại những sự mà người đã được Đức Thánh Linh cảm động và chép xuống cuốn sách mang chính tên của người để làm chứng về chức vụ của Chúa Giêsu Christ. Còn Luca là một bác sĩ người ngoại được trở nên một nhà truyền giáo qua chức vụ của sứ đồ Phaolô. Luca không phải là một người được tận mắt chứng kiến công việc của Chúa Giêsu Christ, nhưng người được Đức Thánh Linh cảm động để tìm kiếm mọi sự liên quan đến chức vụ của Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài bắt đầu thành chức vụ gia đàn tin lành của nước Đức Trời ở trên đất này cho tới khi Ngài trở về thiên đàng với Đức Chúa Cha. Và chính Luca đã chứng kiến và ghi chép công việc của Đức Thánh Linh hành động trong một thánh ban đầu của Đức Chúa Giêsu Christ, mà chính người đã được cứu rỗi bởi quyền phép của Đức Chúa Giêsu Christ và được người là người hầu việc Chúa cùng với sứ đồ Phaolô. Luca là người viết sách mang tên mình là Luca và sách công vụ khác sứ đồ. Chúng ta cũng cần phải hiểu rõ được các sách được viết xuống bởi ai, họ là người như thế nào. Bởi vì ma quỷ sẽ tìm mọi cách để tấn công vào những người làm chứng và những hiểu biết. Tại sao cùng một cốt truyện này nhưng mà mỗi sách lại viết khác nhau? Sách Luca viết ra được đón nhận với các danh hiệu như sau: là tin lành của các dân tộc đầy sự thương xót và sự trông cậy, bảo đảm với thế gian rằng bình tình yêu thương với chương tương khó của đấng cứu chuộc, tin lành của sự sống thánh khiết, tin lành cho mọi người Hy Lạp và tin lành của tương lai. Tin lành tấn tới của đạo lý cơ đốc mang tính phổ thông và được ban cho cách nhưng không của tin lành. Sách lịch sử của tin lành. Tin lành của Đức Chúa Giêsu đấng chữa lành và là đấng cứu chuộc nhân loại. Tin lành của cương vị là cha của Đức Chúa Trời và cương vị là anh em với lại người. Tin lành của những người phụ nữ. Tin lành của những người bị xã hội ruồng bỏ, của những người Samari, của những người thu thuế, của những kỵ nữ, của những người phàn nàn. Tin lành của sự khoan dung. Tất cả tin tức này ở trong hệ thống thần học và theo Eastern Bible Dictionary chép lại, sách Luca được chào đón rất nhiều danh hiệu. Chúa rất giàu cho Luca vì ông là một người có lòng thương xót. Ông là một bác sĩ được biến đổi qua chức vụ của Phaolô, nên qua rất nhiều người ông chữa lành cho họ và là ông chăm sóc các tôi tớ của Chúa. Và trong cái công việc ông làm việc thì ông tiếp xúc rất nhiều người tin Chúa và người đó kể lại và Đức Thánh Linh giúp cho Luca thu lập tất cả mọi sự đó để chép xuống. Và chúng ta cũng biết là sách Luca đã viết về sách lịch sử của tin lành. Luca đã ghi chép là gia phổ của Chúa Giêsu rất đầy đủ. Ma-thiơ cũng nói gia phổ của Chúa Giêsu, nhưng mà gia phổ của Chúa Giêsu qua sách Luca rất là đầy đủ. Và đặc biệt là sự giáng sinh của Chúa Giêsu thì sách Luca là rất tốt. Bởi đó Luca viết xuống sách Luca đó được người gọi rất nhiều tên như tôi đọc đây, là tin lành của các dân tộc đầy sự thương xót và sự trông cậy, sự bảo đảm với thế gian bằng tình yêu và sự thương xót của đấng cứu chuộc, là tin lành của sự sống thánh khiết, là tin lành của mọi người Hy Lạp tức là Greek, tin lành của tương lai, là tin lành tấn tới của đạo lý cơ đốc mang tính phổ thông và được ban cho cách nhưng không của tin lành. Sách tin lành lịch sử của tin lành là sách lịch sử của tin lành, là tin lành của Đức Chúa Giêsu đấng chữa lành và là đấng cứu chuộc nhân loại, là tin lành của cương vị làm cha của Đức Chúa Trời và cương vị là anh em của loài người, là tin lành của những người phụ nữ, là tin lành của những người bị xã hội ruồng bỏ, của những người Samari, của những người thu thuế, của những kẻ nữ, của những người hoang đàng, tin lành của sự khoan dung. Cái sách Luca hợp với tất cả mọi sắc dân trên trái đất này. Chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta được nghe sách Luca từ chúng ta trước rồi. Cảm ơn Chúa. Đặc tính căn bản về sách Luca được gói gọn trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 37-38. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilee rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê. Kế sau Giăng đã giảng ra khai báp tên thì các ngươi biết rồi thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết tẩy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Có bạn đọc hai câu. Toàn bộ căn bản nền tảng của Luca nói về Chúa Giêsu đứng chữa lành. Ngài làm được đó bởi vì Thánh Linh của Đức Trời ngự trên Ngài vô chừng mực.
Ứng nghiệm lời Đức Chúa tỏ qua tiên tri Ê-sai đoạn 61 câu 1 đến câu 3 rằng: Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Chúa đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ kiềm nhiệm. Ngài đã sai ta đến đặng rỉ những kẻ vỡ lòng, đặng giao cho kẻ cu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng giao năm ban ơn của Đức Chúa và ngày báo thù của Đức Chúa chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn đầu, đặng ban nón hoa cho kẻ buồn đầu ở Siôn thay vì cho bụi, ban giờ vui mừng thay vì trang chế, ban đáng ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Luca chép: Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho ngài, ngài mở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, vì ngài đã sức dầu cho ta, đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo, ngài đã sai ta để giao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hiếp được tự do, và để đổ ra năm lành của Chúa. Luca đoạn 4 câu 7 đến 19. Với khoảng 1151 câu trong sách Luca viết, có 389 câu có sự tương đồng với sách của Ma-thơ và với sách Mác. 176 câu tương đồng với sách của Ma-thơ và 44 câu có sự tương đồng với riêng sách Mác. Còn lại 544 câu là riêng cho chính Luca, không có đoạn nào trùng với sách của Giăng. Đặc biệt, trong bốn sách Ma-thơ, Mác, Luca và Giăng thì chỉ có ba sách Ma-thơ, Mác, Luca là có chép xuống các ví dụ mà Đức Chúa Giê-xu đã giảng. Ba sách Ma-thơ, Mác, Luca đều có những ví dụ không trùng với nhau như sau: Ma-thơ chép xuống 11 ví dụ, Mác chép xuống 2 ví dụ và Luca chép xuống 17 ví dụ. Còn lại 10 ví dụ được chép xuống trùng nhau giữa ba sách do Ma-thơ, Mác và Luca chép xuống, không trùng với sách Giăng. Để nghiên cứu thấy Chúa phân bố rất là tuyệt vời, nên cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh ngự trên ngài vô chừng mực, nên khi ngài thi hành chức vụ ra giảng tin lành của Đức Trời, ngài có thể phân biệt rõ các hạng người đến với ngài. Nên khi thầy đội người Roma này đến cầu xin ngài về việc người đến đỡ mình bị đau bệnh nặng, dù thầy đội chưa mở miệng ra nói câu cầu xin ngài đến nhà mình để chữa lành cho kẻ đau, thì Chúa Giêsu đã trả lời người rằng: Ta sẽ đến chữa cho nó được lành. Chúng ta nghe tôi giảng hơi vươn xa một chút xíu. Tôi đang trung cấp cho anh em chúng ta những điều về sách Luca viết để rõ rằng Chúa đến để tìm kiếm kẻ có tội và đến để chữa lành. Ngài mang trong ngài giống như bình đựng đầy dầu để chữa lành. Chúa đến để chữa lành mọi người chúng ta. Chúa này chứng kiến là mối quan hệ chúng ta với Đức Chúa Trời, chúng con với Cha và Chúa này chúng ta với nhau. Bởi khi Chúa thấy một cái người nào đó có lòng thương xót cho người khác đến thì cái lời cầu nguyện của đó dường sự cầu thay vậy, nhưng không dẫn về đâu. Bởi đó chúng ta phải hiểu nguyên tắc của lời Chúa. Khi chúng ta làm chứng đạo, chúng ta luôn luôn muốn có quyền phép của Chúa ở trên mình để người khác tin rằng mình là người tin Chúa thật, thì đó không đẹp lòng Chúa. Chúng ta phải đem Đức Chúa Cha đến với mọi người, đừng đến giới thiệu với người ta là tôi là người của Chúa. Đừng cố gắng chứng minh rằng mình là người của Chúa, để đó không đẹp lòng Chúa. Hãy để Chúa chứng minh chúng ta là con cái của Ngài. Hãy để Chúa chứng minh chúng ta là đầy tớ của Ngài. Đừng tự tin sự chứng minh cho chính mình. Người thầy đội này tự biết mình không đáng để mình nghe qua. Ông bỏ tiền ra để xây nhà hội cho người Giu-đa vì ông biết có Đức Chúa Trời, bởi vì ông nghe thấy người ta giảng lời Chúa, ông tin. Ông tin lời Đức Trời và biết người đó là người Giu-đa, bởi vì chắc chắn là người đầy tớ nghĩa là người Giu-đa. Họ nghèo khổ nên người tìm cách để nuôi dưỡng người đó. Bởi tôi cảm ơn Chúa khi tôi hiểu rằng ai chúc phước cho Israel nên được chúc phước lên tôi, cảm ơn Israel là tôi luôn tôn trọng họ, là khi được cầu nguyện cho họ là tôi cầu nguyện cho họ. Tôi được cầu nguyện cho hai người, một người bên Canada, người bên Mỹ là người Giu-đa họ đến sinh hoạt đó, và tại bên Mỹ ở bên Buffalo, trong khi tất cả người đang say trong thanh niên của mỗi mình tôi còn tỉnh để đặt cầu nguyện cho người ta, thì có một người Do Thái lớn tuổi rồi, ông ta đến đây nói tiếng Anh với tôi và anh em ơi tôi muốn được nghe anh em. Ông thấy phát lạc của Chúa xảy ra rồi, ông nói như vậy đó. Ngay lập tức Chúa nói tôi đến người Do Thái, không tôi biết ngay tôi phải làm gì rồi. Lúc đó vì một sư tử toàn đang say, ông ta đang đứng ở đó, ông đứng dậy, ông đang say, ông lên đoàn đứng dậy. Sai rồi, thế sai trong thanh linh.
Và tôi đặt sức dầu lên và tôi đặt tay cầu nguyện chúc phước cho ông ta. Sao lại xảy ra? Tôi cảm ơn Chúa, tôi có cơ hội để chúc phước cho mình không? Để có là người chúng ta. Mà để người muốn sức dầu như chúng ta, nên tôi đặt tay cầu nguyện cho người đó. Và khi một sự tạm đứng lên, vừa ôn ông ta cả hai cùng say, làm sức luôn, làm ta nói tiếng mới. Tôi thấy Chúa muốn chúng ta được phục vụ lại quyền năng của Chúa. Chúa muốn chúng ta phục vụ lại bổn tánh của Chúa ở trong chúng ta. Và khi bổn tánh của Chúa ở đâu thì phép lạ ở đó. Bổn tánh thương xót ở trong ta, phép lạ chữa lành ở trong chúng ta. Nếu bất kỳ điều gì khi chúng ta cầu nguyện cho ai đó được sự thương xót của Chúa, lập tức phép lạ xảy ra. Bởi đó tôi đã được cầu nguyện cho rất nhiều người và đặc biệt là phép lạ xảy ra cho sự chữa lành và giải cứu nhiều lắm. Tôi đã chụp rất là nhiều hình. Thế là xảy ra ở những làng. Và khi chúng ta giảng tin lành với cái lòng thương xót, muốn người ta nhận sự thương xót của Chúa được chữa lành thì Chúa trang bị cho. Nên khi tôi giảng lời Chúa đặc biệt sách về cái chùa sáng, đó là sự thương xót của Chúa dành cho mọi người chúng ta. Nên Chúa sẽ dầu cho khi giảng về cái chùa sáng, phép lạ bao giờ cũng xảy ra. Và đặc biệt khi cầu nguyện để cái chùa sáng cho dân sự Chúa, rồi là tay để phép lạ xảy ra. Ở đây có ai còn nhớ ở giáo sư Hòa Bình, hơn 200 người. Thế là xảy ra nó nhảy trên đó mà sàn nhà nó sụp xuống luôn. Đến khi mà tôi đi xuống sau cùng đấy, xuống cái cầu thang hẹp đó, tôi nhìn thấy cái dùi để đỡ sàn nhà mà tôi mới cảm ơn Chúa. Nó quá mong manh đi mà hơn 200 người trên đó mà sàn nhà nó rung như thế này rồi, cho nên Chúa cho thiên sứ đỡ cái sàn nhà là phải bị sụp. Họ vui mừng quá, họ quên họ đang ở trên cái sàn gỗ ở trên tầng 3 mà cứ nhảy thôi, sàn như thế này nó rung một bậc. Thế là xảy ra thì Chúa hằng thương xót phải đến để chữa lành người ta. Thì khi mình có cái lòng thương xót thực sự của Chúa và khao khát thương xót của Chúa đến trên họ, mình quên mình là ai luôn, mình quên thời gian luôn, mình cầu nguyện cho mà quên rằng mình đã giảng suốt cả ngày rồi. Thì khi người ta về xong rồi, hai vợ chồng xuống cầu thang, vừa ra ngoài mở miệng ra nói, không ai biết nói cái gì nữa, không còn hơi nữa, mình dễ thấy cái nó trùng hết rồi, sùng hết rồi, trùng hết rồi, không thể nhai cơm nữa rồi. Hai vợ chồng ra ngoài bên kia ăn cháo. Không phải nhà ăn cơm nữa, ăn cháo thôi, nhưng vui lắm. Chúa Giêsu lìa bỏ thiên đàng xuống thế gian này để làm nhiệm vụ cha giao cho. Ngài mang trong tấm lòng của Ngài sự thương xót của Đức Cha, vì Đức Chúa Trời hằng thương xót. Nếu nó khi Chúa từ trên núi xuống rồi, Ngài giảng với sự thương xót này, Ngài giảng liên tục như vậy để trang bị cho người ta biết rằng Đức Chúa Trời thương chúng ta vô cùng, hãy đến và nhận được tư lành của Chúa để được chữa lành rồi. Ngài giảng quên thì giảng luôn. Khi Ngài xuống núi chắc chắn tần tối rồi. Thầy đội vừa nói ra thôi, Chúa nói ta sẽ đến chữa lành cho được mày. Nếu ta có lòng thương xót thì chúng ta sẽ không bao giờ làm điều ích kỷ cho chính mình. Đối người khác mình không ích kỷ. Vì có lòng thương xót giúp đỡ thì khi chúng ta cầu nguyện cho ai đó, Chúa sẵn sàng nhận lời chúng ta vì chúng ta là công dân. Nếu ta có lòng thương xót thì chúng ta cầu xin thương xót ắt sẽ được bàn tròn. Tôi cầu xin cho nhiều người được điều này điều kia bởi vì tôi muốn họ được như vậy. Và đó là một trong điều Chúa muốn chúng ta có sự thương xót. Không phải chỉ mình có nhiều, mà muốn người ta cũng có nhiều nữa. Thì khi mình xin cho người ta cũng được nữa. Và lạ lùng lắm, Chúa biết trước mọi sự. Khi tôi xuống Vĩnh Long để đi giảng, chứ bà con mang tiền đi theo đấy. Chúa nói trước được gì cả, tôi mang theo tiền. Giảng xong rồi, khi người ta có nhu cầu, nhờ đến tới Chúa cầu xin Đức Trời ban ơn cho họ cần chi tiết tài chính để tiếp trợ để xây dựng. Trước đây trước kia để làm điểm nhóm, Chúa bảo con dâng cho người ta đi. Trước khi con kêu xin ta ban ơn cho, con sẽ gieo còn có. Nếu con có đức tin, chắc chắn cơ đó. Tôi dâng luôn từ thời cầu nguyện và phát là xảy ra. Chúa tiếp tục ban ơn cho. Bởi vì mình trở thành người cầu thay, mình người cầu thay. Điều gì khiến Chúa Giêsu có thể đáp ứng nhu cầu cho thời độ nhanh như vậy? Đức Chúa Giêsu là con một của Đức Chúa Trời, Ngài mang bổn tánh của Đức Chúa Cha và Ngài không ti vị ai bao giờ. Dù thầy đội là người Roma nhưng ở trước mặt Đức Chúa Trời thì tâm linh của người đó cũng là con trai của Đức Chúa Trời và là mục tiêu để nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Một điều khiến Chúa Giêsu ngạc nhiên, bản tiếng Việt thì chắc là lấy làm lạ nhưng nguyên văn là ngạc nhiên. Trước sự phản ứng của thầy đội Roma này, trước lời Chúa Giêsu phán này, thầy đội tôi rằng đại Chúa tôi chẳng dám rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành, vì tôi giữ ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quyền lính dưới quyền tôi nữa. Cái biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến,
và sẽ đến tới tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Căn cứ vào lời thầy đội này mà chúng ta nhận biết trong 10 con sự thông sáng ở tiểu viên, chúng ta cũng biết rằng mọi chính thể ở dưới đất này do Đức Trời chỉ định hết. Có người thì người ta cố gắng bon chen để được chức vụ, nhưng có người ơn Chúa chỉ định. Sự sáng ở trong lòng người là nhìn biết có Đức Trời cai trị. Khi cai trị dân bản xứ, nhưng mà thấy dân bản xứ đó là thờ phượng Đức Trời, người ta nghe. Và khi nghe hiểu rồi thì người ta bắt đầu giúp đỡ. Thế đội là giúp đỡ cho dân Giu-đa bỏ tiền ra xây nhà hộ cho người Giu-đa. Và từ đó đến lời Đức Trời thấm vào lòng của người đó. Khi sự nhận biết Đức Trời là Đức đã tạo nên muôn loài vạn vật trên trời cũng như trên đất này, không phải bằng công việc cho được người làm ra trên đất bằng sức lực của tay chân, nhưng bằng tin phán của Ngài. Nhưng khi nghe đến danh của Đức Giê-xu và qua sự làm chứng của nhiều người kể lại về các lời Ngài đã giảng trên núi, thì đội trưởng nhận biết Chúa Giê-xu đến từ Đức Trời. Nên người đã đến với Chúa Giê-xu không phải mong Ngài đến nhà của mình để làm phép lạ chưa cho đầy tớ mình đâu, nhưng là nhận được một mạng lệnh của sự chữa lành ra từ miệng của Chúa Giê-xu. Thế đội đấy nghe lời Đức Trời qua những người di cư xe trong thành Capernaum, và người có lòng kính sợ Đức Trời, nên người đã bỏ tiền quỷ ra xây nhà hội cho người Giu-đa trong thành phố đó. Những người Giu-đa đã làm chứng cho người trước mặt Chúa Giê-xu này: thầy đội thật đáng cho thầy nhận điều này, để người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi, làm chứng tốt cho người. Thưa đội, người Roma này giải thích về Chúa Giê-xu về lý do tại sao mà người nói là: này Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, khi Chúa chỉ phá một lời thì đến tới tôi sẽ được lành. Nhận biết sự cai trị của Chúa vô cùng quan trọng. Ngày nay có rất nhiều người mang danh là người tin Chúa vẫn không nhận biết sự cai trị của Đức Chúa Trời. Và thời kỳ sau đó này, khi mà là người tự hào về sự văn minh này, tiến bộ này, trí tuệ khoa học này của xác định người ta phát minh ra điều này điều kia, cũng như vật người ta chế tạo ra để phục vụ cuộc sống của loài người, nhưng mà về sự nhận biết sự tể trị của Đức Trời trên muôn vật thì người ta lại trở nên khờ dại, hiểu biết dù cái thánh vẫn còn ở trong tay mọi người tin Chúa. Rất nhiều người tin Chúa đã cố gắng tìm đến những người cầu nguyện Chúa, được người ta gọi là những người được xưng dầu, để mong những người đó đặt tay trên thân thể mình để được chữa lành bệnh này bệnh kia. Trong khi đó, lời Đức Chúa quyền phép khiến chúng ta được chữa lành nếu như người ta làm theo lời của Ngài. Tôi đã từng ở trong tình trạng là tôn sùng các đầy tớ Chúa có quyền phép nổi danh. Chúa ngăn trở tôi không đến với người đó. Tôi từng muốn sang Hàn Quốc để gặp một số Giang Nghi Cho, tôi muốn gặp ông Benny Hinn và một số những người khác nữa. Chúa để ngăn trở là cho bà con đừng tiền cho người đó. Tất cả các quyền phép ở trên họ là của ta. Ta muốn thương xót ai ta thương xót, ta muốn làm ơn cho ai ta làm ơn, đừng tìm con người. Quyền phép đó đến từ ta. Nếu con để ta cai trị trên con thì phép lạ sẽ giải. Chúa nói là ta muốn thương xót ai, ta thương xót, không làm ơn cho ai, ta làm ơn. Vậy thì đừng ép ta phải làm phép lạ cho chỗ này chỗ kia. Và Chúa nhận được. Chúa tôi cai tại Chúa. Cho cái chính là nếu con quả thật có lòng thương xót những người đó, muốn ta làm phép lạ để chữa lành người đó, thì chính con phải bày tỏ sự thương xót đó đúng cách của ta. Đó là nếu như nó chịu lòng thương xót của ta, chấp nhận tình yêu của ta, thì phép lạ sẽ xảy ra. Như vậy thì nó phụ thuộc vào ai? Lòng người ta. Nhưng ai sẽ là người mở lòng với đó được? Con. Chúng ta với tôi rất rõ ràng này. Con, chính con phải giúp cho người ta nhận biết được, phải có thay đổi đúng với ta, thì phép lạ xảy ra cho người đó. Nhưng kẻ đến nghe con giảng đó đều có nhu cầu. Nhưng nếu họ hiểu sai đó, thì con phải cho họ hiểu đúng. Con phải giúp cho họ hiểu đúng cái thái độ, họ hiểu đúng về ta. Thì khi họ hiểu đúng về ta rồi, ta sẽ cáo trách lòng họ để họ hạ mình xuống trước mặt ta, thì phép lạ sẽ xảy ra. Những cái bài giảng giảng cho người ta đó, tôi soạn xong. Bởi khi tôi đang đứng giảng, chúng bắt đầu khiến tôi giảng dường như rộng hơn cái bài tôi đã soạn ra. Bởi vì có một số người đến với cái thái độ khác, và chúa tôi giảng ra để chấn chỉnh cái thái độ của họ. Chúa qua bài giảng, qua lần trước của tôi chỉ họ biết là họ đến cái thái độ hối lộ, không đẹp lòng Chúa. Tôi giảng như bố tặng.
như nào họ luôn, mài dũa họ luôn. Chứ mà tất cả kẻ đến tìm Chúa đó với thái độ không đúng đó không bao giờ được nhận sự chữa lành. Thì có nhiều người đến với Chúa chỉ được muốn được Ngài ban ơn thôi, rồi sau đó rồi họ mà họ lui đi rồi, quay lại đi rồi, rồi họ đồ thất bại thì họ phạm tội sửa giả sáng trên họ rồi, bây giờ họ thất bại rồi họ mới nhớ đến Chúa, họ bắt đầu quay trở lại cùng Chúa, rồi bắt đầu sốt sắng để làm công việc này công việc kia trong nhà Chúa, thì mong rằng Chúa thương xót họ vì cớ họ có sốt sắng làm việc này điều kia cho nhà Chúa rồi, vì họ dùng cái đó làm của lễ, rồi dâng hiến, rồi nhờ tôi với Chúa cầu nguyện cho, cho tất cả cái đó là kẻ hối lộ Chúa, không bao giờ Chúa nhận hối lộ. Tôi giảng thẳng là quý vị làm như vậy là hối lộ Chúa rồi, Chúa không đẹp lòng tí nào cả. Nhưng điều quý vị đã làm đó là trộm cắp của Chúa, ăn cắp thời gian của Chúa, ăn cắp tiền của Chúa, không biết cảm tạ Chúa rồi. Người ta có thể lừa đời người, có thể lừa Đức Trời được. Quý vị quay trở lại với hết lòng ăn năn hạ mình xuống, hết lòng ăn năn nhận tội mình đi, e rằng các ngươi được thương xót. Hạ mình xuống để được thương xót đã, đừng đem của đến hối lộ Chúa. Chúa phán như thế nào? Muôn vàn của lễ của ngươi nào có căn hệ như thế nào? Đến với Chúa bằng cái tấm lòng và phải hạ mình xuống trước mặt Chúa, nói với người thu thuế đỡ ngực mình đó, trước khi vào trong đền thờ đỡ ngực mình ngoài cửa đó, lại Chúa đấng nuôi trời xin thương xót tôi vì tôi là kẻ có tội, phải nhân tôi mình đến với tốc độ hạ mình xuống để được thương xót thôi. Khi hạ mình xuống làm sự thương xót và theo lời Chúa đi thì sẽ được chữa lành. Có nhiều người họ nói là đến thầy cũng rũa mình không nào, và tôi đâu có biết quý vị làm gì đâu, tôi không nói định danh ai trong bài giảng cả, vì tôi đang giảng tự nhiên Chúa mở miệng tôi khiến tôi phải nói điều đó và tôi cảm phải nói thôi. Và tôi biết rằng khi tôi nói ra xác thịt của tôi sẽ người ta chống đối, nhưng mà tôi đâu cần đâu, cái tôi cần là thì Chúa phải đứng lên. Chúa bảo tôi giảng xong là tôi sẽ giảng, thậm chí Chúa cho tôi cái ví dụ cần phải nói, tâm trí của tôi tranh chiến với tôi rất là nhanh. Người có dám giảng không? Hay là người sợ rằng người đó không thương hiến cho người? Người giảng mấy ngày qua thương hiến thì đâu, người giảng ra mà không ai thương hiến người về người lỗ, sao tiền nói lỗ tai mình như vậy đó, tranh chiến với mình đó. Ngay lập tức Chúa nói là đứng ở trong tôi là Chúa của thế gian này. Ngài có thể biết đồng triệu đô la đến với tôi cực kỳ dễ dàng. Tôi đã để rằng người Chúa phải đến để nhận của lễ. Nào tôi chẳng thẳng, Chúa ta đứng thanh khiết của mình nhào nhận hối lỗi. Rất nhiều người tin Chúa có đến tìm người hầu việc Chúa từ sức giàu để được sự chữa lành, họ đến với Chúa. Nhưng mà cũng rất nhiều người đối với Chúa đó rất thích quyền năng, họ tổ chức chương trình truyền giảng về sự chữa lành, họ cũng bị lừa, họ không nhận ra cái bẫy của chính họ tạo ra, là họ tưởng rằng sự giàu của Chúa ở trên họ để chữa lành người ta. Nhưng mà Chúa phán rằng Chúa là đấng công bình, Ngài không bao giờ dùng sự chữa lành để câu người ta, kéo người ta đến với Ngài đâu. Chúa Giêsu phán như là khi ta được treo lên, ta sẽ khiến mọi người đến với ta. Chúa treo lên là Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá. Khi giảng của thập tự giá là chính Ngài kéo người ta đến với Ngài. Giảng thập tự giá không phải là giảng sự chết của Chúa Giêsu, mà giảng lý do tại sao Ngài phải chết. Ngài chết là để cho ta được sống. Ngài chết để chúng ta mở một con đường là chúng ta phải đi con đường đó để được sống lại. Không phải là giảng như người Công giáo đó, ô khóc lóc của Chúa thương chúng tôi nên Ngài chết cho chúng tôi đâu. Không phải như vậy. Giảng về thập tự giá là giảng con đường để chết xác thịt, tất chết bản xác thịt để con người về trong được sống lại, được sống đời đời. Mà Chúa xuống đi trước là người chúng ta, và Ngài chết thập tự giá đó, nhưng Ngài không chết luôn. Ấy là bởi vì Ngài có vâng giữ mạng lệnh điều răn của Đức Trời, chính là con đường mà Đức Trời đã ban cho đời người để đi đến Sion. Chép xuống tiền trị sai rồi. Giảng thập tự giá là như vậy đó, thì thánh linh sẽ khiến người ta đến với Ngài, không phải đến được vô thân để khóc lóc, để xin xưng tội. Giá cái con đường của sự chết để được sống lại là thập tự giá. Phải giảng như vậy. Thì người ta lạm dụng sự sở của Chúa để kéo người ta đến để được nổi danh.
Và chúng ta còn nhìn lại xem đi, những người đó sau trở về nhà được rồi bao nhiêu lâu bệnh trở lại? Là bởi vì quyền phép động đến họ, Chúa thương xót họ, Ngài bày tỏ quyền năng ấy để chỉ cho biết là Ngài có quyền làm điều đó. Nhưng nếu họ không trở lại cùng Chúa, bệnh sẽ trở lại. Ấy không phải là phép lạ xảy ra đó là giả, mà tội lỗi của họ tiếp tục vàng đó sẽ mở cửa để ma quỷ áp đặt sự giải trên họ. Họ bị bệnh đó không phải là Chúa đã không chữa lành, bệnh đó được chữa lành rồi, nhưng nó tái phát bởi vì tội lỗi của người đó khiến người đó bị chữa lành, bị bệnh lại. Thì Chúa phán rằng: kìa, ngươi đã được lành rồi, hãy đi đừng phạm tội nữa. E có sự gì càng xấu ra xảy ra cho ngươi không? Chúa chữa lành, Ngài chữa lành thế luôn. Nhưng bởi vì người ta không hiểu lý do tại sao họ bị bệnh, để họ không nhận biết tội lỗi khiến họ bị bệnh, vì người ta không nhận sự sáng của Chúa. Cũng có thể như vậy, ngày hôm nay có rất nhiều bác sĩ chữa lành cho người ta bằng thuốc cực mạnh, cái đơn cực mạnh, ăn tiền rồi, thuốc chữa lành xong rồi, khỏe rồi, nhưng là không chỉ cho bệnh nhân biết là nguyên nhân nào khiến người ta bị cái bệnh đó, rồi để lần sau nó bệnh nữa rồi lại đến cho ông nữa, đến ông khác không chữa lành, bởi vì ông này biết là cái bí quyết là cái thuốc mạnh, cái tên thuốc cực mạnh đó, thuốc thật đó khiến người ta được chữa lành rồi, nhưng mà che giấu không cho người ta biết để không bị bệnh nữa, để rồi người ta tiếp tục bị bệnh nữa, đến ông ta có tiền, đó là điều ác, cho là buồn xác định người ta rồi. Người hầu vị Chúa không được phép buồn như vậy. Người hầu vị Chúa là chỉ cho ta biết con đường của sự cứu rỗi, chỉ cho ta biết con đường của sự sáng, con đường của sự sống. Và khi ta được chữa lành bởi sự sáng của Chúa rồi, người ta sẽ biết giữ mình luôn để không bị tái phạm nữa. Thân thể xác thịt của người ta hay tâm linh của người ta cũng do Đức Chúa Trời và bởi Ngài mà được tạo dựng nên. Và Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên đời người là có một mục đích, đó là để đời người hầu việc và thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng đây không phải như người ta nghĩ là sự ca hát, sự lễ khen danh Chúa mới là sự thờ phượng, mà chính là sự vâng giữ các mệnh lệnh của các điều răn của Đức Chúa Trời mới là sự thờ phượng thật. Và sự thờ phượng lần đầu tiên được chép trong cái thánh đó là Abraham vâng theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Lần đầu tiên chữ thần phượng được chép xuống là chép về Abraham dâng Isaac cho Đức Giê-hô-va. Sáng đến ký đoạn 22 câu 1 đến câu 5 chép: khi mọi việc kia đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng: hỡi Abraham, người tôi rằng có tôi đây. Đức Trời phán rằng: hãy bắt đứa con trai một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ chọn. Abraham dậy sớm thắng lửa, đem hai đệ tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, dù đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhớ mắt lên, thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đệ tớ rằng: hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chỗ kia đặng thở lại, rồi sẽ trở lại với hai người. Chữ thần phượng được chép cho câu nam trên là chữ Sacha số 7812 của tiếng Hebrew, có nghĩa là vâng phục, chịu nhượng bộ, chịu khuất phục, chịu cúi đầu xuống sát đất để vâng theo lời phán. Abraham đã nói với đầy tớ của mình rằng: ta cùng hai đứa trẻ sẽ đi đến chỗ kia đặt thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Abraham không nói rằng sau khi hai người đi thờ phượng rồi sẽ cả hai cùng trở lại với họ. Abraham không nói rằng chúng ta đi đến kia thờ phượng rồi chúng ta sẽ trở lại. Ông không nói như vậy, ông nói rất khôn. Ông nói câu chính xác như thế nào: ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chỗ kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Chủ câu là gì? Ta. Abraham nói rằng Abraham đi đến nơi kia với con trẻ đó, đến kia được thờ phượng, rồi người chứ ta đó có thể nhắc lại, nên mà nói chính người sẽ trở lại với hai người. Abraham nghĩ rằng Isaac sẽ được dâng cho Đức Chúa Trời chứ không trở lại nữa, nhưng mà người đến đó để thờ lại rồi sẽ trở lại với hai đứa này, không nói về Isaac mà nói về chính mình mà thôi. Abraham chấp nhận bằng lệnh của Đức Chúa Trời, chịu hy sinh đứa con nó làm của lễ thiêu. Abraham không nói một tí gì với lại con trai của mình về việc mình sẽ làm cả, chỉ biết chúng ta đến đó để thờ phượng Chúa,
tức là chúng ta đến đó để vâng phục tin phán của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự thờ phượng của Abraham như thế nào. Sáng thế kỷ 22 câu 9 đến 27, họ đến chốn Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó Abraham lập bàn thờ, dứt củi lên cho Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu xuống và rằng: Hỡi Abraham, Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay mình và mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó. Vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta còn người, tức còn một người. Vâng theo tin phán của Đức Chúa Trời và làm theo các mệnh lệnh cùng các điều răn của Đức Chúa Trời, ấy chính là sự thờ phượng thật. Chúng ta xem Đức Chúa Trời đã phán với Israel xem phải làm như thế nào về sự thờ phượng theo như ý của Ngài. Ê-xác-đoạn 1, câu 11 đến 20 chép: Đức Chúa Trời phán: Muôn vàng của lễ các ngươi nào có căn hệ gì đến ta? Ta đã chá chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò quan mật. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê biển đông. Khi ngươi đến chầu trước mặt ta, ai kiến được ngươi dày đặt hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay quý cho ta nữa. Ta gớm ghét buổi hương, ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng cưỡng chịu khởi ác và hiệp nơi lễ trọng thể. Thật lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ của các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm bền mà gánh lấy. Vậy nên, khi ngươi giơ tay thì ta sẽ bắt khỏi các ngươi. Khi ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tên ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch. Hãy tránh những việc ác khỏi trước mặt ta, đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hại hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người gói buộc. Đức Giê-la phán: Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tố ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Nhờ bản thân ngươi chẳng cứng và bản định sẽ bị nuốt bởi gươm, vì miệng Đức Chúa Trời đã phán. Cái sự vâng lời vô cùng quan trọng. Sự bắt phục khác, sự vâng lời khác. Cái thái độ của sự vâng lời là: Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài có sai khiến tôi. Tôi vui mừng vì cớ Ngài có thương đến tôi nên cho tôi được hầu việc Ngài. Vậy tất cả mọi việc tôi làm đây là điều tôi tạ ơn Chúa. Công việc nặng nề, kéo dài, khó khăn hay tốn kém không là vấn đề gì cả. Cái chính là tôi được hầu việc Ngài. Thái độ phải biết ơn Chúa khi mình được hầu việc Chúa. Anh em hiểu không nào? Tôi cảm tạ Chúa là khi tôi hầu việc Chúa, tôi làm soạn bài và tôi đi giảng đó. Công việc rất nặng, quý vị. Tôi chưa bao giờ phàn nàn một câu nào, một từ nào về cái sự nặng nề của công việc tôi. Tôi cảm ơn Chúa vì đó là tôi được sống. Tôi cảm ơn Chúa điều này. Tôi không bao giờ phàn nàn cả. Vì mình được cứu là sung sướng lắm rồi. Mà như được hầu việc Chúa là cảm ơn Chúa nữa. Bởi đó tôi có sức. Tôi không bao giờ phàn nàn. Vì nếu phàn nàn là tức tắt ngay, không có sức đâu. Bởi đó tôi có giảng liên tục được. Chúa còn bày tỏ, tôi còn giảng tiếp. Chúa còn bày tỏ, tôi còn mở đổ lỗi, tôi còn giảng tiếp, tôi từng giảng cả đêm luôn. Vì sao? Được phước. Bởi vì mình cố gắng làm sao để giữ mình ở trong Chúa được, để được Chúa tín nhiệm, được sống cùng. Thì chúng có thái độ, chính thái độ đó là của lễ tốt nhất. Và của lễ đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và khi ta dâng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta xin bất cứ điều gì Chúa cho, không phải cho xác gì đâu, cho dân sự. Tôi xin cho dân sự của Chúa, Chúa đều cho. Còn đó, xin mà không được, đó là dấu đức của họ, không đủ đức tin. Thế là ví dụ, thì dùng ngày Vũng Tàu, sau khi Chúa là các bạn cho gia đình của chị, rồi chị nói: Tôi cảm tạ Chúa là thầy nói tiên tri rất đúng, nhưng tại vì chúng tôi thiếu đức tin nên hát mép lời tiên tri đến tận bây giờ ứng nghiệm. Vì đó tiên tri là 99, bây giờ ứng nghiệm tất cả và đang tiếp tục ứng nghiệm tiếp. Chúng ta thấy rất là Chúa muốn chúng ta trở thành một cái người cầu thay vậy đó. Chúa hứa cho Abraham một đồng dõi đông như sao trên trời, nhưng nếu ta không gieo điều gì cho Chúa cả, làm sao chúng nhân nó lên được? Chúng ta muốn dâng của lễ cho Đức Trời để biến tế tài chính cho ai đó, chúng ta cầu thay cho đó, mà chúng ta không chịu dâng, mà chúng ta xin Chúa làm cho, không được đâu. Nếu ta xin cho ai đó về vấn đề này điều kia, chúng ta phải dâng chuyện đó. Nếu chúng ta muốn Chúa thương xót cho ai đó, mình phải lòng thương xót về đó.
và mình có hành động cụ thể cho người đó. Mình phải cầu nguyện cho người đó và mình muốn như vậy, và trong lòng của mình thật lòng đúng muốn như vậy đó, thì Chúa nhận của lễ đó. Nên khi ai đó có điều gì đó mình muốn cầu thay cho, mình biết rằng Chúa sẽ lời của mình khi thánh chết. Đây là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Ý muốn của Chúa là gì? Đem tin lành đến cho muôn dân, để chữa lành, để giải cứu, giải phóng, giải thoát, được có bánh cho người ta, để chính người ta được chữa lành. Đó là ý muốn của Chúa. Và chúng ta cầu nguyện như vậy thì ác Ngài sẽ nhận lời của mình chúng ta và chết được. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, bất luận điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta tin chắc rằng chúng ta nhận được điều đó. Mình tin chắc điều đó. Và ta cảm tạ Chúa. Chúng ta biết rằng chúng ta cầu nguyện cho chị Mai. Và phát là xảy ra. Chúa thay đổi cái đứa con gái đó. Và chị lo lắng. Và ta cầu nguyện. Vì mình cầu nguyện đó để làm gì? Vì cái lòng thương xót. Vì mình đã được thương xót nên mình phải cầu nguyện cho người đó cũng được như mình được người đó. Nhưng người tin Chúa cũng đã sống theo cách mà dân gian trong quá khứ đã làm. Đó là họ không tôn trọng luật pháp của Đức Trời, không giữ và không làm theo các mệnh lệnh cùng các điều răn của Đức Trời như Đức Trời đã phán dạy. Vì thế nên khi tai họa xảy đến cho họ, khi bệnh tật đến trên thân thể của họ hoặc trong dân đình của họ, bây giờ khi mà người ta bỏ tiền mình ra để mua thuốc, để đến với bác sĩ, là những người cũng không thể tránh khỏi những bệnh hiểm nghèo, là những căn bệnh mà Đức Trời đã dán cho những kẻ vô tin đó để mong được chữa lành, nhưng mà các bác sĩ không giúp được họ, mọi thứ trị liệu không giúp được họ, tiền của thuốc không giúp được họ. Bây giờ họ mới đến với Chúa để than khóc nài xin, và bây giờ họ mới sốt sắng đi nhóm lại dâng hiến bản cầu nguyện. Họ mong rằng công việc họ làm đó sẽ khiến Đức Trời thương xót và chữa lành cho. Như trừng phạt như thế nào? Chính tội lỗi của ngươi sẽ trừng phạt các ngươi, và ngay cả thái độ của họ trở lại với Chúa để được chữa lành đó cũng là tội lỗi gớm ghiếc nữa. Họ không đến với Chúa để làm hòa với Ngài, để làm hòa với Cha của mình, để thờ phượng Cha của mình. Họ đến với Chúa vì thân thể của họ cần được chữa lành, thì đó là tội ác gớm ghiếc, họ không được chữa lành. Tôi từng cầu nguyện cho một số người cho nên ta không chữa lành cho nó, nên đừng hối lộ con. Rồi có một người đã từng được chúng tôi cầu nguyện thế là xảy ra chữa lành rồi, đến nhờ chúng tôi mang quà đến cho chúng tôi và nhờ chúng tôi cầu nguyện để họ bán được ngôi nhà, để dùng số tiền đó mua cái nhà đó được mua nhà khác nhỏ hơn, rồi có tiền để mà lo cho các con mình học nước ngoài. Tôi từ chối. Từ nay tôi không thể cầu nguyện cho quý vị được. Đó là điều ác. Một khi quý vị còn thờ lại thần tượng, mà muốn đi dẹo hàng với Chúa là không sao. Nhưng mà vì thân thể của quý vị là sản nghiệp của Đức Chúa Trời, thì tôi cầu nguyện cho sản nghiệp của Đức Chúa Trời được. Quý vị bị bệnh, tôi có thể cầu nguyện quý vị được chữa lành được. Nhưng mà riêng tài sản của quý vị không thuộc về Chúa, tôi không cầu nguyện cho được. Tôi nói thẳng luôn, tôi được tôn tới Chúa, tôi được cầu thay nhưng không cầu thay cho sản phẩm, tôi cầu thay cho chính sản nghiệp của Đức Chúa Trời. Dù cái đó không tin Chúa nhưng mà linh hồn của nó cũng thuộc về Chúa, đó là sản nghiệp của Chúa bị thất lạc, tôi mới cầu nguyện cho nó được, mới hợp pháp. Để quý vị được chữa lành, nhưng quý vị được chữa lành rồi nhờ tôi như một nhờ thầy bói để mà cầu nguyện cho quý vị là không xong rồi, quý vị sai rồi. Nên nhớ cái sản nghiệp đó cũng của Đức Chúa Trời. Quý vị dùng sai sản nghiệp đó, sai mục đích sẽ bị rủa sản. Ngay cả khi quý vị bị rủa sản đó, thì khi thân thể của quý vị bị bệnh, quý vị cầu đến Chúa, tôi vẫn cầu nguyện quý vị được vẫn được chữa lành. Mong quý vị sẽ tỉnh ngộ ra để trở lại cùng Chúa, để được thờ cùng Chúa để được cứu rỗi. Nhưng mà tôi không cầu nguyện sản phẩm quý vị đâu. Ngay cả khi chúng tôi cầu nguyện ở dưới cái lòng kia, người ta mời tôi đến giảng cái này xong, rồi bảo chúng tôi cầu nguyện cho họ. Tôi cầu nguyện cho linh hồn họ được cứu rỗi, nhưng không cầu nguyện cho gia đình của họ, không cầu nguyện cho sản nghiệp của họ đâu. Tôi nói thẳng trong cơ cầu nguyện đấy, tôi cầu nguyện xin Chúa cáo trách lòng của họ vì họ đi dạo hành hạ, họ thế này thằng tượng, họ mang đồ uế vào trong nhà, nhưng mà tôi cầu nguyện xin Chúa thương xót linh hồn họ và tôi nguyện chúc phước cho linh hồn họ sớm được giải cứu. Tôi cầu nguyện trong người cầu nguyện rõ ràng như vậy.
và yêu thương. Mình phải rõ ràng trách nhiệm của ta. Không cầu nguyện để đẹp lòng người ta, mình phải biết lời cầu nguyện mình phải được đến với Chúa. Mình là luật sư, mình biết quan án đó, thẩm phán đó là biết rõ luật và mình phải quyết đúng luật. Anh nghĩ về câu nào? Đừng vì cớ người thân của mình đó là cầu nguyện điều này điều kia cho họ. Nếu liên quan đến sức khỏe của họ, mình cầu nguyện rất tốt. Nhưng cầu nguyện tài sản họ không được rồi. Thưa quý vị có biết không? Ngay cả dân sự của Chúa, họ làm bất cứ điều gì ra mà được gọi ra phải dân phần 10. Còn chị không phải dân phần 10 thì chị không phải dân của Chúa. Nhưng mà thân thể xác thịt của linh hồn của chị đó thuộc về Chúa. Nên tôi có thể cầu nguyện mà Chúa sẽ làm cho quý vị được. Nhưng mà sản nghiệp của quý vị, nhà cửa quý vị, đất đai của quý vị không thuộc về Chúa. Quý vị có dân của Chúa đâu? Trong nhà của quý vị vẫn còn thờ lại thần tượng, làm sao mà tôi cầu nguyện cho nó được? Không, tôi không làm điều đó đâu. Nói thật quý vị nhé, quý vị nhờ có không bán nổi đất đâu. Để quý vị biết quyền năng của Chúa rồi mà không chịu phục Chúa, tôi nói thẳng luôn là tiên tri luôn. Tôi dùng con không bán được đâu. Quý vị trở lại với Chúa để tôi nói. Thế là buồn thương thiểu về luôn. Đấy, anh em thấy không? Tôi ngay thẳng trước mặt Chúa. Để chúng ta hiểu rõ Chúa đến để tìm sự tương xót. Đội trưởng có đội trưởng này đến với Chúa Giêsu đó là một cái bài học cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta học cái bài học này. Vì chính Chúa Giêsu đã phán Chúa như thế, ai trong khi xem có đức tin lớn đến người này. Nên chúng ta phải hiểu rõ chính chúng ta phải nhận sự sống của Chúa ở trên mình và sự thương xót đó cai trị chúng ta. Chúng ta hiểu Chúa trong sự thương xót chứ cái là thương xót chính mình, mà khi nào chúng ta có sự thương xót tận của Chúa. Khi ta thương xót con cái mình không phải chỉ cho ăn no mặc đẹp mà dạy nó làm người, để nó đi theo đường lối của Chúa. Nếu ta thực lòng thương xót, nếu tôi dạy con trai của tôi rất kỹ, vi phạm là ăn đòn, chỉ cho biết cái sai của nó, nhất quyết không được theo đường lối của thế gian, không có một tư tưởng nào như thế gian, không có chuyện học sinh trong trường, không có phao gì cả, tất cả phải học chính thực lực của mình. Tôi và vợ tôi thay nhau giúp đỡ trong kỳ thi này, là phải bảo đảm rằng đã thuộc hoàn toàn cái bài đó, các cái giáo án được soạn xong rồi phải thuộc. Ví dụ 3-4 giáo án này, 3-4 đề này có thể vướng một trong 3-4 đề này trong đề thi này. Thì cả vấn đề này đã thuộc, phải thuộc từ nhà. Sáng tôi dậy sớm rồi, nấu ăn xong rồi con ngồi đây xem bài xong rồi, và tôi dò bài phải thuộc. Và tôi cố gắng chúc phước cho mình phải làm chọn phần của mình rồi, thì cầu xin Chúa chúc phước được và cảm ơn Chúa để thi đều đúng, để đều đúng hết và cháu làm được. Bởi vì sao? Chúng ta đi ngay thẳng. Chúa không phải là giống như thần tượng ở ngoài đời mà phù hộ chúng nó được. Ngài là đứng công bình. Khi làm chọn phần công bình của mình với con mình và dạy chúng nó có đường ngay thẳng, nó chấp nhận rồi và nó có gắng nghe lời bố mẹ và làm theo rồi. Bây giờ mình cầu xin Chúa thương xót, mình giúp cho con trai con nhớ lại những kiến thức nó học và hiểu đề tài và làm đúng đề. Chứ không phải thế gian là dâng một nén hương rồi bắt đầu xin cho cả đất bạn không? Chúa ta đứng công bình, mình thương xót con, mình phải đào tạo con, mình đi theo đường lối của Chúa. Chúa bênh vực nó rồi, nó kinh nghiệm rồi, lần sau nó sợ. Cảm ơn Chúa, con của chị Hạnh rất là ngoan, nó làm chứng rất là dễ thương. Nó nói là hôm đó con hớ hênh không cầu nguyện thì con làm được có 2.9 đâu này. Sau về con biết lần sau con cầu nguyện thì con được 2.10. Thấy chưa, hớ hênh không cầu nguyện, thấy chưa, nó kinh nghiệm được cầu nguyện Chúa nó sẽ làm gì cho nó. Mình thương cho con, mình phải làm cho con mình điều tốt nhất, không làm điều tạm bợ, không làm tạm bợ. Vì tôi thấy có một số người không hiểu điều đó, là cứ miễn là có tiền, miễn là có danh, miễn là có chức, miễn là có bằng, miễn được khen là giúp cho con mình được, là bằng chất phát không được không? Con cha tôi đang đụt mấy cái bằng khen, giấy khen của trường Lý Quy Đôn xuống rồi. Bây giờ hôm đó đi thi, nhưng vì nghe nói ngày chủ nhật chặt luôn, không cần giấy khen trả lại cái gì cả, không đi thì không đi. Nghe nói là ngày chủ nhật mà bảo đến cái xuống dưới đây là củ chi thăm viếng dưới đó rồi về làm bài, con ở nhà đi. Ngày chủ nhật con không đi như vậy, thiếu điểm cũng thành vấn đề. Rồi nó báo internet học về Củ Chi, nhưng mà bởi vì cô giáo dò bài mấy bài ở trên xe buýt khác với lại trong internet, nên con tôi chỉ được có mấy điểm thôi, không được đủ điểm cao mà không thành được con, không thành vấn đề. Khi con tôi trọng Chúa rồi, cái điểm thi cuối cùng nâng đỡ con sẽ là thuộc về Chúa. Mà đúng thật, cảm ơn Chúa, Chúa nâng đỡ nha.
Nếu chúng ta hiểu sự thương xót, ta phải có nền tảng đúng. Chúng ta dẫn họ đi vào đúng đường của Chúa mới là sự thương xót thật. Chứ còn tạm bợ giúp người ta đồng tiền này đồng tiền kia chỉ là tạm bợ thôi. Nhưng cái chính là cái đường lối của Chúa và cho người ta nhận biết là sự thương xót đến từ nơi của trời để họ nhận biết trách nhiệm của mình đến với Chúa để họ được luôn luôn được Chúa trực tiếp thương xót. Chúng ta thương xót không bao nhiêu, chính Chúa thương xót mới là quan trọng nhất. Ê-sai đoạn 59 câu 4 đến câu 11 chép: Này, tay ra chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tay này cũng chẳng đang đề mà không nghe được đâu. Nhưng cái là sự gian ác các ngươi làm xa cái mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến lúc Ngài không nghe các ngươi nữa. Vì tay ngươi đã ô uế bởi máu, ngón tay các ngươi đã ô uế bởi tội ác, môi các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi làm bầm sự xấu xa, trong các ngươi chẳng qua lấy lẽ công bình mà kêu rêu, chẳng qua lấy điều chân thật mà đối lại. Hết thảy điều trị sự hư công, nói lời dối trá, cứu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. Họ ấp trứng hổ mang và dệt bằng nhện, ai ăn trứng đó sẽ chết, và nếu một cái trứng dập ra sẽ nở thành rắn lục. Nhưng mà họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng họ đã dệt ra. Công việc của họ là công việc đáng tội, tay họ là những việc vùng tàn, dân họ chạy đến điều ác, nôn nã làm đổ máu vô tội. Tư tưởng họ là tư tưởng gian tàn, sự phá hại diệt vong là ở trên đường lối họ. Họ không biết đường bình an, trong đường họ đi không có sự công nghĩa. Họ tự là những lối quanh queo, ai đi trong đó thì chẳng biết sự bình an. Vì nên sự công bình đã cách xa, sự nhân nghĩa cũng không theo kịp chúng ta. Chúng ta trông mong sự sáng mà sự tối tăm thế này, trông mong sự sáng lá mà đi trong u ám. Chúng ta đi dọc theo tường như người mù, rừng rẫm như người mù, người không có mắt, đúng chưa mà bước chân như chẳng vào, dưới những kẻ mạnh mẽ mà mình như người chết. Chúng ta cứ nên xiết như con gấu và rờ bì như chim bồ câu. Trong sự công bình mà nó không đến, đợi sự cứu rỗi mà nó cách xa. Nên đây là cái bài này, Chúa Giêsu đang trang bị cho chúng ta sự thương xót của Đức Chúa Trời. Mà Chúa muốn chúng ta nhận được sự thương xót của Chúa là điều vốn có cho chúng ta rồi, nó bị teo đi rồi, nó khô đi rồi, nó còn văn phòng của tôi chẳng qua cái gì cả. Vậy thì chúng ta nhận lại từ đây Đức Chúa Trời và chúng ta phải biết là đây là trách nhiệm của mình. Khi chúng ta chỉ biết là con cái của Chúa, bây giờ đây con không có sự thương xót, tức là con ích kỷ cho chính con thôi. Bây giờ Chúa dặn con để đó rồi, Chúa mất chúng quá sự sóc của Ngài cho con, và Ngài muốn con sự thương xót đó để ban cho kẻ khác nữa. Chứ nghĩa là tôi làm chứng để Chúa điều Chúa ban cho tôi, và thì Chúa ban cho tôi sự thương đến với mình, và mình phải có lòng thương xót, tức là mình có sự hy sinh thời gian để mà trước hết là làm chứng để Chúa cho người ta, để người ta nhận được sự thương xót của Chúa đó. Rồi đến từ vật chất và công việc khác đó, đặc biệt là vấn đề cầu nguyện cho người khác đó, mình vẫn có sự thương xót, cái lòng trắc ẩn với người khác. Đức Chúa Giêsu đã ngạc nhiên, và tiếng Việt là lấy làm lạ, nguyên văn là ngạc nhiên, trước lý lẽ ngay thẳng và hiểu biết của thầy đội người Roma này, nên Ngài đã phán với người theo Ngài rằng: quả thật có đến cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn hơn ấy. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc sẽ liền ra nơi chốn tươi tăng ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Nghi văn trong bản tin trên chắc có thể cũng như là: quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai có tin lớn như thế này, không, không có ở trong Israel. Ta phán cùng các ngươi rằng có nhiều người sẽ đến từ phương đông, phương tây và được ngồi xuống với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Nhưng con cái của nước này sẽ bị quăng ra ngoài chốn tươi tăng, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chúa Giêsu nói tiên tri rằng sẽ có nhiều người vốn là dân ngoại nhưng họ lại sẽ đến với Ngài, không phải với Ngài trong thân thể như người ta đã thấy Ngài, nhưng đến với lời của Đức Trời và trong danh của Ngài mà họ được vào trong nước thiên đàng như Abraham, Isaac và Jacob đã vào. Nhưng những người vốn đã được Đức Trời chọn và ý Ngài muốn chọn được ở trong nước của Ngài đó thì lại bị ném ra ngoài. Thậm chí có những người đã từng vào trong nước thiên đàng rồi nhưng vì sự kiêu ngạo, sự cứng lòng và sự không ưng phục luật pháp của Đức Trời mà bị ném ra ngoài thiên đàng. Không phải là nước thiên đàng đó, không phải là nước thiên đàng đó là, chúng ta biết là cái nước thiên đàng là trong chính phủ của Chúa. Mà ném ra khỏi nước thiên đàng không phải là ném ra khỏi thiên đàng của tôi, mà ném vào nơi hỏa ngục. Nơi mà không phải là nước thiên đàng đó là hỏa ngục. Những người đã ở trong rồi, và tiếng Việt là bổn quốc đó, vốn đã ở trong nước Chúa rồi, lại bị ném ra ngoài. Như tôi đã nói với quý vị đấy, ngày sau đó thì có rất nhiều người
đã từng một thời nổi danh, rất nhiều người sùng bái, tôn trọng lắm, nhưng cuối cùng lại bị bỏ ra ngoài. Tại vì họ đã đi theo chức vụ, đi theo chương trình, đi theo danh vọng, đi theo sự vinh hiển họ đã có. Chúa nói, trong tất cả mọi chi thể của chúng ta đều tôn trọng hết, mà nó chỉ được tôn trọng khi nó phục vụ thân thể đó thôi. Anh em hiểu không? Ngày đây có những người phát biểu thể của mình, nhất là các cô ca sĩ viết điện ảnh tắm trắng nguy hiểm lắm, họ phát biểu thân thể của họ sau này, họ không nhìn về sau này, họ hiểu thân thể họ là ai, là gì hết rồi, họ tắm trắng. Michael Jackson chẳng bị cái đó, tắm trắng phá hủy tất cả chất liệu, vì cái sừng của da nó phải được bảo vệ rất là kỹ, nhưng mà họ chỉ cái nói về cái phần bên ngoài mà thôi, chăm sóc phần bên ngoài mà không lo gốc của nó, và đến kỳ rồi nó thảm hại lắm, đến kỳ không một thuốc nào bảo vệ nó cả, vì nó bị kích thích quá tầm rồi, không được bảo vệ nữa và nó bị bệnh. Bây giờ kiệt quệ nhăn nheo mới kinh khủng được. Và chúng ta phải hiểu rõ Chúa ban cho ta sự sáng của Chúa, nhiệm vụ chúng ta là phải tôn vinh Chúa của chúng ta, vì Chúa chúng ta là đẹp đẽ. Khi chúng ta tôn vinh Chúa chúng ta, chúng ta làm chứng về Chúa, chúng ta thương xót chính mình, và khi chúng ta thương xót chính mình, Chúa sẽ ban cho chúng ta ơn để thương xót người khác nữa. Có nhiều người ngày nay người ta đã đi xa Chúa, họ cũng giảng Chúa Giêsu là Đấng Christ, họ giảng điều khác của Đức Trời Chúa cho mọi người, nhưng mục đích họ giảng điều đó không phải là thương xót. Họ đi để kích thích người ta đến cái điều đó để họ được tôn trọng, để được dân hiến, họ được giàu có, họ được tôn vinh, họ in sách ra bán nhiều tiền lắm, vì sách họ viết ra là vì cái tên họ là khiến cho nhiều người tin nó là lễ thật của Chúa rồi nên là tôi mua. Nhưng cho nhìn đó, sau đó nó sẽ như thế nào? Bị ném ra ngoài. Họ có đang sống đó nhưng bị ném ra ngoài rồi. Lần đầu tiên nó cũng trên bao về sự phán xét của Đức Trời, tôi được vào trong địa ngục với con người ta, mà lúc đó người đó cũng còn sống trên đất. Họ phạm tội ngoại tình, tội tà dâm, rồi hóa tang. Họ đã lời biểu với Chúa, mà khi phán xét đến rồi, Chúa cho tôi nhìn thấy là tôi cùng với đám người đó đang vui chơi ở một cái thảm đó, thì tôi nghe tiếng ào ào trên trời, người ta chạy tháo loạn, tôi bảo đang vui tại sao chạy? Tôi nhìn lên trên trời, tôi thấy con vật đó như máy bay, nhưng ta thay hình đổi dạng lạ lắm. Tôi bảo máy bay tại sao nó thay đổi hình dạng kỳ cục vậy? Nhưng cuối cùng khi nó sáng xuống dần thì tôi thấy nó là một cái tờ kim loại, như một cái tờ sớ bằng kim loại, nó liếng 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 như rơi xuống này này. Tôi nhìn thấy cái chữ viết ở trong đó, nó liếng 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 liếng, và người ta nhìn thấy đó, người ta chạy. Thì có hai người chạy vào một cái nhà, như cái nhà rông, người ta vừa chạy vào thì cái tờ sớ bay theo cái cửa đó, bay lao vào trong đó này. Tôi thấy lạ quá, tôi chạy theo vào cái cửa đó, tôi vừa qua cái cửa đó thì lập tức tôi vào trong cái hòn ngục đó rồi. Tôi thấy cái người đang sống đó là một vị mục sư đó, ngồi đó. Ở bên dưới là cái hồ, bùn đang sôi đấy, mỗi người cứ nhồi lên chụt xuống như vậy đấy, và tất cả đều đang xì bởi vì cái bùn nó sôi. Có những người vừa chạy vào đó thì không thấy quần áo, thân thể anh ta giống như cái bánh bánh tráng nướng ấy, nó phồng bụng cái rồi. Anh ta nhìn tôi muốn thanh minh không nói được. Bên kia là cái cô gái mà còn để chính anh ta đó, phạm tội phá thai đấy, ở bên đó cũng như vậy. Tôi xuống người tôi nhìn cảnh tượng của hòa ngục đó rất là nhanh, 2 phút tôi tỉnh ra. Trước đó chúng tôi chiêm bao về cái tội của họ bị phán xét rất là rõ, rồi đến cái ngày đó, rồi khi tôi tỉnh dậy tôi còn hoàn người, cho nên con đi nhớ rằng có nhiều người đang sống đó bị phán xét rồi. Giang mình ba nói như vậy, những kẻ không tin ta đã bị đoán xét rồi, lời ta phán xét tới họ nơi ngày sau đó, họ bị phán xét rồi. Rồi họ đang sống với đang phục vụ đó, nhưng cái ngày sau rốt đó họ mới biết là họ đã bị phán xét. Vậy thì con đừng nhìn vào bên ngoài của họ, con chú ý vào lời của ta, đừng để bị mắc lừa như họ. Họ đang sống đó bị phán xét. Điều đó chúng ta hãy cẩn thận cái lòng chúng ta, cái lòng thương xót chúng ta là vô cùng quan trọng, vì tại đó là tất cả mọi thứ ơn của Chúa ban cho chúng ta. Khi cái bình đó nó là Chúa giàu sự thương xót, thì luôn luôn có quyền năng của Chúa. Chúng ta muốn có quyền năng, chúng ta có lòng thương xót, đừng lấy chiếc khôn mình đi giảng tin lành, nhưng mà phải bằng thương xót của Chúa để đi, thì chúng ta có sức lực, và sức lực của Chúa luôn luôn ở trên chúng ta. Thầy đội này có lòng thương xót,
Đến Chúa vừa mở miệng nói, Chúa nhận lời ngay. Vậy chúng ta là ai? Nếu ta ở trong đạo của Chúa rồi, thì chúng ta phải để biết là khi ta cầu nguyện, chúng ta vừa mở miệng cầu nguyện thì đã được chữa sao rồi. Từ sau sau rồi, ta nhớ đi Daniel không? Thì sư Daniel nói như nào? Vừa khi ngươi từ hạ mình xuống cầu nguyện thì lời cầu nguyện đã được nhầm rồi. Chính xác. Nhưng mà Daniel phải đánh trận với lại vua của Tyre đó, đánh trận Satan đó. Cùng ý, thì sứ Michel đánh trận nó bao nhiêu? Để kê ra 21 ngày, 3 tuần lễ mới đến được với lại Daniel. Chúa Giêsu đã nói tiên tri rằng có nhiều người muốn là dân ngoại, nhưng họ sẽ đến với Ngài. Không phải đến với Ngài trong cơ thể như người ta đã thấy, nhưng đến với lời của Đức Trời. Và trong danh của Chúa Giêsu Christ mà những người đó được vào trong nước thiên đàng như Abraham, Isaac và Jacob đã vào vậy. Đức Chúa Giêsu phán với thầy đội người Roma như này: hãy về theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ đó đứa đệ tớ được lành. Chứ bọn linh đình chỉ là tin đó. Trong Kinh Hy Lạp số 4100 ra từ trước Kitis số 4102 của Kinh Hy Lạp đó có nghĩa là có đức tin, sự tin chắc, sự tin một cách thuyết phục, sự tin cậy, sự tín nhiệm cách trung thực. Đức tin đó đến bằng sự hiểu biết trong nền tảng của lời Đức Chúa Trời. Câu gốc đó vô cùng quan trọng, Chúa bày tỏ cho tôi rất quan trọng. Tôi không biết là Chúa bày tỏ lúc nào mà tôi đặt để tôi tin ra và cho anh trèo này bà la lùng. Mỗi lần tôi làm gì nhìn vào đó, mình phải biết chắc cái điều mình xin đó. Mình phải hiểu biết Đức Chúa Trời là đấng công bình và Ngài luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện chúng ta. Vì chúng ta được sống, được cứu để làm thầy tế lễ. Dân Israel được chọn để làm dân nước thầy tế lễ. Chúng ta được chọn để làm thầy tế lễ, là người cầu thay để thông qua chúng ta mà những người khác được ơn, được chữa lành, được phước nhân. Một số người đã lấy lời Chúa Giêsu phán về thể đội này để làm nền tảng cho mọi sự mà người ta sẽ dùng để cầu xin nước trời ban cho điều họ muốn. Và bỏ qua phần đầu của câu chuyện giữa thầy đội với Chúa Giêsu. Thì người ta nói là bởi điều mình tin ắt phải thành vậy. Vậy chúng ta tin theo cách của họ là tôi cần cái này, cần cái kia, tôi cầu nguyện Ngài che, chắc chắn Ngài được. Chắc chắn Ngài sẽ ban cho, như điều cũng đúng rồi. Bởi vì thầy đó đã biện luận với Chúa, người biện luận với sự hà bình, với sự thông sáng, sự hiểu biết và cái lòng của người có sự thương xót đến cho thầy nhận. Để chúng ta phải rõ cái kết cục của cái câu chuyện này. Thầy đó người Roma này đã có được tin đúng mà người đã được trang bị về sự hiểu biết quyền cai trị của Đức Trời trên muôn vật. Và chính bản thân người cũng nhận biết rằng Chúa Giêsu sẽ nhận lời cầu nguyện của mình. Bởi vì trong lòng của người không có sự gian ác, là chính lương tâm của người đã làm trước những người đang thấy đã ở trong sạch, có lòng thương xót và biết làm ơn cho người khác. Mà công việc của người đã được những trưởng lão người Chúa đang làm chứng tốt cho người ở trước mặt Chúa Giêsu. Thầy đội người Roma này đã được ơn trước mặt Chúa Giêsu bởi người có tấm lòng khiêm nhường và người đã đến với Chúa Giêsu để cầu xin Ngài chữa lành cho dân của Ngài. Và như vậy, thầy đội đã trở thành người cầu thay cho người đầy tớ đang bị đau bệnh. Đức tin của thầy đội đã được trước hết xưng là công bình ở trước mặt Chúa Giêsu, và đức tin của người đã mở cửa cho sự thương xót của Đức Chúa Giêsu khai phóng quyền năng chữa lành cho người đầy tớ đang bị bệnh kia. Chúng ta có thể cầu nguyện vượt thời gian, vượt biên giới rất xa, thậm chí qua internet, thậm chí qua điện thoại. Tôi từng cầu nguyện và chúng ta phải biết rằng chúng ta phải luôn sẵn sàng làm công việc của sự cầu thay, đó là cái lòng thương xót. Gia-cơ đoạn 5 câu 15 chép: sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy, nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Đức tin không đến từ trí khôn của xác thịt người ta, nhưng từ tâm linh của đời người. Nhưng nếu người ta không nhớ đến nó, không nuôi dưỡng nó, thì đức tin đó sẽ chết, dù đó vẫn còn trong tâm linh của người ta. Thầy đội người Roma này có đức tin lớn như Đức Chúa Giêsu đã phán, ấy là người đã được nghe đạo của Đức Giê-hô-va. Vì chính người đã xây cất nhà hội, tức là nơi nhóm lại thờ phượng Đức Trời của dân Giu-đa. Vì lời Chúa có làm chứng nhầm. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Nguyên văn câu này chép là: so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Nghĩa là, như vậy đức tin đến bởi sự nghe, là sự người ta nghe lời của Đức Trời được công bố ra. Nguyên văn trong sách Roma đoạn 10 câu 17.
khi chúng ta được nghe lời Đức Chúa Trời. Ấy là Đức Trời đã ban ân điển của Ngài cho chúng ta, và Đức Trời muốn sự của Ngài nhận được tất cả mọi sự mà Ngài đã dùng con bồ của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ chuộc lại cho chúng ta cá thuộc thể và thuộc linh. Đức Trời không chấp nhận dân sự của Ngài lại mang bệnh tật của thế gian, vì thân thể xác thịt của người tin Chúa được vĩ đại cái bình, cái khung, cái khuôn cho người bề trong của người ta ở. Và nếu một trong tin bình mang bệnh tật thì nó coi như bị ô uế và không thể nào đương được dầu thánh của Đức Chúa Trời. Tư tưởng bệnh hoạn, tức là tư tưởng bệnh lạc, tư tưởng ích kỷ, tư tưởng kiêu ngạo không bao giờ nhận sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Những người đó chỉ khoe về những điều người ta học lỏm của người khác mà thôi, không bao giờ nhận trực tiếp điều gì Chúa tỏ chân à. Đó cái đầu. Còn cái lòng của người ta thế này, cái lòng người ta trong sạch thì bao giờ được Chúa cho chúng ta cầu nguyện thay cho người này người kia mà Ngài sẽ nhận cho người đó. Cái lòng người ta vặn vẹo, tức là mưu tính điều này điều kia, Chúa ghen những cái điều đó. Nên khi ta đến Chúa, chúng ta phải có tâm lòng ngay thẳng. Muốn ngay thẳng được thì chúng ta phải đổi mới tâm trí của mình và phải nhận biết bổn tánh của Đức Chúa Trời và phải kính sợ Ngài. Để chúng ta có lòng ngay thẳng. Thì khi ta ngay thẳng, cái điều ngay thẳng lạ lùng là khi ta cầu nguyện với Chúa, thánh linh của Chúa sẽ dầu cho tâm linh ta cay để sẵn chúng ta cầu nguyện là Chúa nhận. Cái lời cầu nguyện của mình theo đúng ý của Chúa, mình không tính toán trước. Vì chính trong bây giờ đó thánh linh của Chúa hành động trong tâm linh chúng ta và qua sắc thịt này, thân thì không biết trước và lời cầu nguyện đổ ra như dòng sông. Lúc đó lúc tâm linh của ta cầu thay qua bởi miệng mình, đây cầu nguyện thường là Chúa nhận cho. Còn nếu có một người nào tính toán sát thịt đã, sẽ cầu nguyện làm sao đó, vừa nào đi nghỉ nghe kia để người ta biết đấy tôi có cầu nguyện cho vị đấy nhé. Như vậy là cầu nguyện cho người ta rồi, phải cầu nguyện cho Chúa, và đó là sự tính toán và sự gian lận, Chúa không nghe được cầu nguyện đó. Là chúng ta phải luôn sẵn sàng để cầu nguyện, tức là con người bên trong ta cầu nguyện thay cho mọi người. Là người tin Chúa thì phải yêu mến và kính sợ Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo nên loài người và cứu chuộc loài người. Mà sự yêu mến đó được chứng minh bằng việc với vâng giữ hết thảy các mệnh lệnh cùng các điều răn của Đức Chúa Trời. Mà thân thể xác thịt của những người ấy là như vậy, chấp nhận được sự chữa lành hoàn toàn, vẫn sẽ không mắc một thứ bệnh nào mà Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống cho thế gian này. Như Đức Chúa Trời đã phán được chép trong Xuất Hiện Thư Ký đoạn 15 câu 26 rằng Ngài phán rằng nếu người chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời, người là sẽ nghe thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng dám cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã dám cho sức yếu tôi, vì ta là Đức Giê-hô-va đứng chữa bệnh cho người. Chính Đức Chúa Trời chữa lành chúng ta qua chúng ta chăm chỉ nghe lời của Đức Giê-hô-va, là sự ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va, lắng tai nghe và giữ mọi luật lệ của Ngài. Đây là điều Chúa bảo chúng ta làm. Thì chúng ta sẽ không có thứ bệnh nào phải trên chúng ta cả. Đó tất cả chúng ta, Chúa kể khi tôi trở lại của Chúa, Chúa lại chữa lành hết bệnh của tôi. Ngay cả những sức khỏe của tôi cũng vậy, đối với tuổi cao, 63 tuổi. Nhưng qua khi mà người ta chở cái bàn đến cho tôi đấy, cái người đó trực tiếp hỏi tôi đây, anh 60 chưa? Tôi năm nay tôi 63 tuổi. Ủa, sao trẻ đây? Vợ tôi đứng nhà thôi, tôi Chúa là một sư trẻ thôi không? Cười. Mà ông ta tôi tưởng là đáng tôi. Người ta giật mình luôn. Tôi nói, ai? Thế gọi tôi là em với tôi trẻ hơn anh. Mà trông anh già hơn tôi. Tuổi thì trẻ hơn tôi. Người ta giật mình. Tại vì sao vậy? Bởi vì lời của Đức Trời là sự sống lại. Và sự sống lại. Vì chính Chúa ban lời Ngài cho ông ta. Ấy không phải để ta làm thủ tục tôn giáo để nhờ làm thủ tục tôn giáo đó mà được sự sống đời. Được đời đâu. Bởi đó chúng ta phải nhận biết này. Chúa chúng ta đứng từ ghen tường. Tôi biết rằng tập thể dục rất tốt. Có rất nhiều phương pháp tập thể dục để gia tăng sức khỏe. Nhưng mà tôi tin một điều quan trọng hơn sức khỏe của tôi đến từ Đức Chúa Trời. Khi tôi làm việc mệt rồi, tôi không có thời gian để tập nữa, mà tập còn mệt nữa. Thế tôi không biết thức ăn của Chúa. Thế tôi phải làm việc rồi, sau đó tôi chạy đến tại Chúa, tôi làm việc, tôi cảm tại Chúa. Tôi làm việc nhiều hơn tất cả người khác ở trong nhà này đấy nhé. Tôi chạy lên tại Chúa, tôi làm, tôi thích làm việc, vì sao? Nó cho tôi khỏe. Tôi cầu xin Chúa chúc phước cho sức khỏe của tôi thì tôi phải hành động, tức là tôi làm việc, tôi vận động, tôi tạo cho công việc của tôi vận động. Tôi chăm sóc chim cũng là tôi vận động, tôi tưới cây cũng là vận động, tôi lau nhà cũng là vận động, tôi cố gắng co cho mình công việc làm. Tôi phục vụ và đấy là tôi làm theo làm việc. Tôi làm việc để Chúa ban sức khỏe cho tôi. Không phải mình sử dụng cơ bắp của mình để tập để có cơ bắp đâu, không phải.
tôi cần sức khỏe. Sức khỏe là vốn quý để mình sở hữu nó để thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Như vậy chính Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, hãy ban phước cho tất cả mọi thực phẩm, thức ăn, đồ uống để ban cho chúng ta. Và tôi cảm tạ Chúa là tôi đã nhìn tôi đủ mọi thứ ngon. Và cảm ơn Chúa chúc phước cho. Và chúng ta vâng lời Chúa. Nếu chúng ta thấy lời Chúa là ngon thì cái gì chúng ta Chúa tạo cho lời chúng ta ăn đều ngon cả. Trái nào tôi ăn cũng ngon hết. Cái điều gì làm thực phẩm tôi ăn cũng ngon hết. Bởi vì mình thấy lời Chúa là ngon. Chúa chúc phước cho. Nếu ta kém lời Chúa thì ta sẽ kém thực phẩm tôi kể đấy. Tức là Chúa không đãi ta có vật ngon đâu. Chúa nghe thương mà. Sự chữa lành thân thể là một công việc buộc phải làm được chọn. Hầu cho sự cứu chuộc tâm linh là người được hoàn thành. Và như vậy, mọi người tin Chúa phải có sự hiểu biết về sự trông cậy trong sự bền chí, kiên trì làm theo luật pháp của Đức Trời để hợp pháp nhận được sự chữa lành thân thể mình. Nếu chúng ta không được sự chữa lành, làm sao ta làm chữa những người khác được chữa lành được? Ngay cả cái thứ tật bệnh Chúa có thể làm cho người ta hết bệnh tật mà. Để chúng ta phải làm chứng cho tất cả mọi người khác. Mình chỉ biết là chính chúng ta phải để sự chữa lành của Chúa ở trên thân thể của mình. Roma đoạn 8, câu 22 đến 20 làm chép. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái được mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang ghi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa, mình thấy thôi, sao còn trông làm chi? Xong nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là ta chờ đợi điều đó cách nhìn nhục, mình phải là kiên trì bền chí. Chúng ta điều trông đợi mình không thấy là gì? Thiên đàng. Còn chúng ta trông thấy là lời chép về, sao thì chúng ta lại thấy rồi sao còn trông? Tiếp nhận điều đó cho mình, chúc phước cho và mình được điều đó. Bất cứ bệnh gì cũng được chữa lành. Sự chữa lành thân thể của người tin Chúa là một bằng chứng không thể thiếu của sự cứu chuộc mà Đức Chúa Jesus Christ con bởi Đức Trời đã làm trọn tại đơn thập tự giá. Và người ta sẽ không thể phủ nhận được giá trị của sự cứu chuộc thân thể này. Vì đó là công việc phải được hoàn thành hầu cho mọi người tin Chúa sẽ nhớ được tin và nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh như Kinh Thánh đã chép. Trước hết là cái bình phải được súc sạch rồi mới được sức dầu đổ dầu vào đó. Không thể chúng ta biết điều đó mà. Vậy thì nếu ta muốn thánh linh của Chúa ngự cho chúng ta để tâm linh ta được sáng lại, được vững vàng thì chúng ta phải được chữa lành thân thể của mình đã. Thực tế là chúng ta đừng nghĩ rằng bệnh tật là một thứ tai ương mà thôi, nó là đồ lý của ma quỷ đó. Vì Chúa đến để chữa lành mà cái thân thể một thứ bệnh nào đó của người ta còn bị mang trong mình. Tôi nói đây không phải là bệnh đau đầu, bệnh cảm, bệnh sổ mũi, một cái bệnh của thế gian, bệnh mà sự đổ giảm ở trên thân thể người ta, thì đó là sự đổ giảm. Mà là sự đổ giảm tức là nghịch lại với lệ phước hạnh. Tại nơi đó có ma quỷ đổ lý. Nếu đó cũng sự chết, nó không chết ngay, chết bản năng, khả năng chức năng của cơ thể đó, của cơ phận đó. Viêm gan hư, sỏi thận hư, lét bao tử, gan siêu vi hư, tiểu đường hư, ung thư, đó là bệnh của thế gian. Mà cái bệnh không chắc sách của môi xe sẽ đổ xuống cho thế gian này. Vì đó là sự lừa dối của ma quỷ. Khi người ta bị lừa dối, người ta không tin lời Đức Trời. Mà sự không tin vào lời Đức Trời là tội lỗi. Mà đã có tội lỗi thì ma quỷ đóng đồn tại đó. Bởi vì chúng ta phải cẩn thận với thân thể chúng ta. Chúa không chấp nhận bệnh tật trên chúng ta. Ngài chuộc lại cho chúng ta rồi. Nếu Ngài chuộc lại rồi mà ngày nào là của cái điều ta chuộc con đâu rồi? Mất rồi. Tại sao con lại để mất? Ai chuộc đi? Đừng đổ lỗi cho ma quỷ nha. Tại con để nó mất. Vì nó kẻ trộm như con, như vụ quá làm giữ nó để nó mất cơ mà. Như vậy là con đã không quý nó, nên mà quỷ lừa con nó lấy được mất đi rồi. Thấy chưa? Chúa không thích chúng ta mang thân thể bệnh tật hay là yếu đuối. Vì chúng ta được mạnh mẽ. Bởi vì dân xem đi trong đồng vắng 40 năm, chân không mòn, giờ rách không mòn, không người nào bị bệnh cả, không nào yếu mòn cả. Tại sao vậy? Bởi vì họ ăn thứ lương thực Chúa ban cho, mana, chi cuốn và nước do Chúa cung cấp. Họ chỉ đi theo đường lối của Chúa. Đó là lẽ thật. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta khi theo Chúa, chúng ta phải nhận biết rằng
Chúa không chấp nhận bệnh tật và chúng ta cũng không thích bệnh tật. Nếu không thích bệnh tật thì đuổi nó ra, đuổi nó ra. Khi Na-man đến với lại vua Israel để được chữa lành, vua Israel xé áo cho rằng đây là kiếm cớ để xâm lược mình đây. Thì chị lên xe nói như là tại sao vua phải xé áo vậy? Kêu Na-man đến đây, đến với tôi để cho biết rằng trong Israel có tiên tri. Tôi đã cùng tiên tri biết bao nhiêu người được chữa lành rồi. Chứ người nào muốn được chữa lành đến với tôi để tôi đặt tay cầu nguyện mà đã không được chữa lành. Thì Chúa chữa lành cho người ta. Nhiệm vụ của tôi tới Chúa là mang tất cả mọi sự, mọi thứ của sự tự sóc của Chúa đến cho dân sự Chúa. Từ trang bị ân tứ cho đến sự chữa lành, sự phục hồi, sự ban ơn, sự ban quyền năng đều đến từ Chúa cả, đều cho sự tự sóc của Chúa cả. Mà chúng ta phải đến với Chúa để nhận lại cho mình. Galati đoạn 3 câu 12 đến 14 chép. Và luật pháp vốn không phải đầu một thứ đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự luật giả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự luật giả vì chúng ta, vì có lời chép đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Aram nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà được giải khắp trên nhân ngoại, để hầu cho chúng ta kẻ được tin mà nhận lãnh Đức Linh đã hứa cho. Như tôi nói, thân thể chúng ta phải được chuộc ra khỏi sự đạo của luật pháp rồi mới nhận được sự ban cho Đức Thánh Linh. Tại vì trong một nhà không thể có hai chủ, trong một nước không thể có hai vua. Thân thể của chúng ta là đền thờ Đức Chúa Trời, mà đền thờ của Đức Chúa Trời là phải được sạch sẽ, không được ruồng. Vách tường nó bị ruồng cho là phải chát đi, nếu ruồng là bỏ luôn tấm được. Đó là của Chúa. Vậy chúng ta phải nhận biết là Chúa đã chuộc lại tất cả mọi sự chúng ta, và vì chúng ta là phải nhận hoàn toàn đầy đủ gì mà Ngài đã chuộc cho chúng ta, để chúng ta làm một bằng chứng sống để đến làm chứng cho người khác, để người ta cũng được nhận sự chữa lành. Người tin Chúa phải có trách nhiệm tiếp nhận lời của Đức Trời và làm theo, để Đức Trời hợp pháp cứu chuộc thân thể và tâm linh người lại cho Ngài, hầu cho người ấy được tự do hầu việc Đức Trời bằng tâm thần và bằng lẽ thật. Để nhận được sự chữa lành thì người tin Chúa phải có đức tin nơi lời của Đức Trời và trong danh của Đức Chúa Jesus Christ mà anh ấy nhận lấy sự chữa lành cho mình. Hebrew đoạn 10 câu 36 đến 39 chép: Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi thì được như lời đã hứa cho mình. Có đến đâu, thật đi đâu nữa thì đấng đến sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lưu đi cho bị hư mất đâu, bèn kẻ giữ đức tin cho được linh hồn được cứu rồi. Hebrew đoạn 14 câu 6 chép: Và không có đức tin thì chẳng có thế nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Ngày nay chúng ta tìm kiếm điều gì? Trong thực thể chúng ta tìm kiếm ăn no, mặc ấm, đầy đủ, đúng không? Chúng ta nhìn xem con người bên trong ta ăn no chưa, mặc ấm chưa, đầy đủ chưa. Nếu chưa đủ đến với Chúa để nhận cho mình đầy đủ. Amen. Chúng ta sẽ cùng nguyện như này. Chúng ta chỉ biết là Thánh Linh của Chúa trang bị lời Ngài chúng ta, và Ngài đang xem là chúng ta đối lại với lời của Chúa như nào, chúng ta đáp ứng lời Chúa như thế nào, và Ngài sẵn sàng chờ đợi để ban mọi sự chúng ta có nhu cầu. Và giờ này giờ chúng ta đặt nhu cầu chúng ta lên trước mặt Chúa để chúng ta nhận lại của chúng ta. Đó tùy thuộc mỗi người chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho Thánh Linh như này. Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ, đấng cứu trợ trong cần. Chúng con xin lời cảm ơn Chúa vì trong ngày Chúa được biển dân thánh này, và chúng con là dân của Chúa được nhóm lại thờ phượng Chúa để nghe khen tôn vinh danh thánh Chúa trong sự tự do. Và cảm tạ Chúa Thánh Linh ngày có sức dầu cho chúng con để chúng con được nghe được lời này, và tạ ơn Chúa Jesus Ngài đã khiến con kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, đó sự tương xót của Chúa ở trên cuộc đời của con. Ngài đã cứu chuộc con ra khỏi chỗ đơn áp của thế gian này. Ngài đã chữa lành thân thể của con, và là chữa lành mối quan hệ của con giữa con với Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa, Ngài dùng lời của Ngài để biến đổi cuộc đời của con. Từng bước một, Ngài dìu dắt con ra khỏi chốn hư nát của thế gian này để được bước theo Chúa. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã nhổ con khỏi cái gốc chết của thế gian để đem vào trong vườn của Chúa. Và Ngài trang bị cho con, Ngài lại dạy uốn nắn con suốt cả một chặng đường dài đến tận bây giờ, và Ngài tiếp tục làm công việc đó trong cõi đời đời của Ngài nữa. Ấy là Ngài đã cho con kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. Ngài muốn con đem tất cả điều gì con kinh nghiệm từ đây Ngài
để trở về Việt Nam này để chăm sóc bầy chiên mà Ngài đã giao cho con chăn. Con cám tạ Chúa vì thánh linh của Ngài đã dẫn dắt con, dạy cho con để con kinh nghiệm được lưới của Chúa, sự thương xót của Chúa, cứu tất cả luật pháp công bình của Ngài. Và cám tạ ơn Chúa Ngài đã khiến con chung ý với Chúa cho đến tận bây giờ để chuyển giao tất cả mọi thứ mà Ngài đã chuyển giao cho con để trang bị lại cho đời sự của Chúa, bất luận ở nơi nào, ở dân tộc nào, đối với ai, ở tại mọi nơi nào. Khi Ngài mở miệng con để nói ra, con được tí phát lạc của Chúa bày tỏ ra cho tất cả người nào tin và tiếp nhận lời con chia sẻ ra trong danh của Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã đứng trở thành tín. Giờ vậy, tại nơi này, con cầu xin thánh Ngài đông tráng từng lòng mỗi người chúng con. Vì ta hội thánh Nê-đi của Chúa đã biết 30 người được nghe lời thật của Đức Chúa Trời, rồi họ lại lui ra, đi ra. Ấy chẳng phải không phải bởi vì quyền năng, lời của Đức Chúa không có quyền năng, ấy bởi vì cái lòng của họ ham ép Đức Chúa, họ không chú ý vào ý muốn của Đức Chúa Trời, họ chỉ ý về cái xác thịt của họ, những điều họ muốn, hoặc là vì họ không tin và không lấy làm nghiêm trọng những gì mà Chúa đã công bố ra, bởi cơ đó họ lui đi, họ đi theo đường riêng mình. Giờ vậy Đức Chúa Trời chúng con đứng thành tín, Ngài tiếp tục chờ đợi những kẻ có lòng tin và Ngài tiếp tục chờ đợi những kẻ cuối cùng bước vào trong nhà của Chúa trước khi Chúa xuống trở lại đó là thánh của Chúa về thiên đàng. Bởi cái đó Ngài tiếp tục dẫn dắt chúng con vào trong lời của Chúa qua các bài giảng này và tạ ơn Chúa, dân sự của Chúa đang nghe lời của Đức Trời. Hạt giống của lời Chúa được gieo vào lòng dân sự của Chúa thì Chúa làm cho nó lớn lên. Và từ giờ đây con cầu xin Thánh Linh ngự giữa lòng chúng con, người đang ngự giữa chúng con, Chúa hành động trong lòng chúng con. Ngài nhắc nhở chúng con hết thảy chúng con phải nhìn vào chính mỗi người để nhận biết rằng chúng con đã được đầy đủ thực sự mà Đức Cha đã trang bị cho những con này chưa. Ngài muốn trang bị chúng con tất cả mọi sự đầy đủ vì cuốn sách luật pháp này chép về chúng con. Nhưng không phải tất cả người đứng ở đây đều nhận cho mình đầy đủ. Họ có nhận cho mình những điều gì họ muốn, chứ không phải những gì mà Đức Chúa Trời muốn. Ngài muốn tất cả người chúng con tiếp nhận tất cả mọi sự Chúa đã chép trong cái thánh này. Đã sự Ngài chép về chúng con đó, ấy là thuộc về con người của chúng con, ra từ Đức Chúa Trời, mang hồn tánh của Chúa, cùng sự sáng của Chúa ban cho chúng con. Trong danh của Chúa Jesus Christ, con cầu xin Chúa có tha thứ cho tư sự của Chúa bởi sự hiểu biết đó, vì tư tưởng mua dạng là tội lỗi, khi Chúa tha thứ cho họ. Nên Chúa cũng bổ lại linh hồn của họ, mở trí cho họ để họ nhận biết trách nhiệm của mình, là đến với Chúa để được trang bị tất cả mọi sự có cần cho tâm linh của chúng con. Để chúng con làm công việc cả thể Chúa giao cho. Chúng con không phải là con trẻ nữa, chúng con phải là người thành nhân, chúng con là người trưởng thành, để Đức Cha giao chỉ qua tin đàn cho chúng con, để chúng con tự do hầu bình Chúa. Để qua chức vụ của Ngài, cũng qua hôm nay chúng con làm chức về Chúa, mà quyền năng thánh của Chúa chạm đến từng người chúng con, biến đổi chúng con và làm chức sống cho người biết rằng chúng con là con cái của Chúa, là tôn từ Chúa, và họ chẳng đến với Chúa qua chức vụ của chúng con. Vì Chúa chúng tôi cầu nguyện không phải chỉ cho các môn đồ của Chúa mà thôi, mà cầu nguyện cho chúng con cùng những người sẽ nghe qua lời chứng của chúng con mà tin đến Ngài nữa. Con cầu xin Thánh Linh làm việc, làm cho lòng chúng con, Ngài ngự trong lòng chúng con, Ngài ngự tại đây này, Chúa sẽ làm việc cách cả thể, lời Chúa được đường gieo ra và Chúa làm cho nó lớn lên trong con cám của Chúa. Hallelujah. Oh Hallelujah, Chúa lên trên con cám của Chúa. Cảm ơn Chúa về sự thương xót của Ngài, cảm ơn Chúa về sự thành kính của Chúa, cảm ơn Chúa về sự hiện diện của Ngài, Ngài luôn ở với chúng con, Ngài yêu chúng con. Cảm ơn Chúa. Thì Chúa làm vững công việc của tay Ngài. Đó công việc của Ngài đã công bố lời của Ngài qua miệng của tôi, từ Chúa và lòng của Giê-xu đã được tiếp nhận lời hàng sống của Chúa, thì khiến cho lời hàng sống của Chúa ở trong lòng họ xanh bồng trái của nước Chúa, chữa lành họ, ban sự sống lại, sự phục hồi, quyền năng của Chúa ở trong cơ thể của họ, để tất cả cơ vận, chức năng, bản năng, khả năng Chúa ban cho là người chúng ta ở trong cơ thể dân sự Chúa đây được phục hồi lại như lúc ban đầu. Trong danh của Chúa Jesus Christ, con chúc phước công việc của Đức Chúa Trời thành công và thịnh vượng. Con cảm ơn Chúa và sự bình an, Chúa ban của Thánh của Chúa ngày hôm nay chúng con thờ nhóm lại thờ phượng Chúa, giống chúng chặt về điện lưới của nhà máy. Chúng cảm ơn Chúa rằng là chúng con vui mừng vì cảm ơn Chúa Ngài luôn ở cùng chúng con. Và từ giờ này khi Chúa bổ sức dân sự của Chúa và dân sự đưa đường dân sự của Chúa về nhà được an toàn đầy ngang, hãy bổ sức lại cho chúng con để trong một ngày mới chúng con sẽ sống cách khôn ngoan trong sáng, là đến cái tài giỏi nhờ sự khôn sáng của Chúa bày tỏ cho chúng con. Con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được nên, ý Cha được nên ở
qua đã truyền xuống ban phước cho dân sự Ngài, là dân được gọi bằng danh Ngài, là dân mà Chúa lập nên trong nước Ngài. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Cha, cũng điển dư dật của Đức Chúa Giêsu Đức cứu chuộc chúng con, tất cả mọi ân tứ, mọi sự cứu chuộc, mọi giá cứu chuộc, cả thuộc thể và thuộc linh, thông qua danh Chúa Giêsu Christ mà được ứng nghiệm trên những kẻ có lòng tin trong hội thánh của Chúa từ nay cho đến khi hội thánh của Chúa được cất về thiên đàng, cùng sự cai trị, sự lãnh đạo, sự dẫn dắt, sự trang bị, sự bày tỏ của Đức Linh ở trên hội thánh của Chúa từ nay cho đến khi chúng con được đón trở về thiên đàng với Chúa. Amen. Amen.